Vâng, Tín Hiền chào bác nha, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục với chương trình video thì lên nhanh bác một số mã hàng bên em đang phân phối nhá, quay trực tiếp và báo giá cho bác luôn. Đấy, bác nào có nhu cầu hàng hóa thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo những cái số điện thoại em đang để trực tiếp ở trên màn hình nhá. Gọi điện theo những cái số ở trên màn hình để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý cho em khi mà các bác mua hàng thì nhớ cho em là hóa đơn trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái môi múc cành. Đấy, để về các bác Tết nhất này, nhà nhiều cỗ bàn các bác mua cho em cái môi múc cành về rất là đẹp luôn. Chất liệu thì sẽ là inox 304 nhá. Hàng này thì sẽ là hàng thanh lý siêu thị. Đấy, bình thường thì nói luôn các bác là môi múc cành thì các bác mua chợ rất là nhiều. Đấy, em nói luôn là các bác mua chợ thì nó quá là nhiều luôn, nhưng thực ra là để kiếm một cái môi mà nó dày mà nó đẹp như này thì rất là hiếm này. Các bác nhìn này, cái thớ môi của nó này. Nó dày kinh khủng khiếp luôn. Đấy, dày dã man luôn, cái phần lòng môi nó rất là dày nhá. Cái này các bác dùng yên tâm, không lo nó bị gãy bị hỏng luôn, vì nó quá là dày vậy. Đây các nhìn này, nó dày cũng khủng khiếp luôn đó. Thì một chiếc môi múc canh này, hàng thanh lý siêu thị Nhật cũng nhá, giá vẫn còn đây này, vẫn còn nguyên tang mác này. Đấy, giá của nó sẽ là 40.000 một chiếc nhá, 40.000 một chiếc. Đấy, 40k, giá nó rất là hạt rẻ thôi, mà nói chung là cái sản phẩm nó chất lượng, dùng nó bền vậy. Inox 304 luôn các nhá. Đấy, inox 304 sáng bóng đẹp luôn. Đấy, có in hình hoa hồng rất là đẹp luôn này đó. Lên mã em sẽ là cái môi múc canh. Đấy, môi canh. Môi canh này đang có giá là 40k một chiếc nhá. 40k một chiếc môi múc canh. Hàng dày, hàng loại 1, hàng xịn luôn nhá. Hàng dày loại 1, hàng xịn vẫn còn nguyên tang mác đầy đủ này các nhá. Là 40k một chiếc nhá. 40k một chiếc môi múc canh. Đấy. Inox 304 rất dày luôn. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra. Đây các bác. Các bác biết độ dày nhà này. Đấy, gõ hai cái môi cái độ dày nó cứ kêu cục 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 này, biết độ dày nào, cực kỳ dày luôn nhá. Đấy, môi canh nhá. Cứ lên mã em sẽ là cái môi múc canh. 40.000 một chiếc môi múc canh này các nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con dao chặt C3 nhá, con dao chặt C3 em báo giá luôn. Con này thì nó nặng khoảng tầm 5 lạng nhá, nặng khoảng tầm 5 lạng. Đấy, đặc biệt là dành cho chị em phụ nữ, con này dùng chặt rất là vừa tay này. Đấy, mà chặt cực kỳ sắc các nhá, chặt cực kỳ sắt luôn. Phần trên này làm nhám chống dính, phần dưới thì trơn. Đấy, hàng thì bao sắc bác luôn. Tay cầm cán gỗ này, có 3 đinh tán. Đấy, bao dùng bao xài luôn. Hàng này của nó sẽ là hàng liền thân nên là các bác dùng yên tâm, nó không lo nó bị long chuôi long cán nhá. Đấy, dùng rất là bền. Đấy, đây em sẽ test các bác về độ sắc này. Nói chung là dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng đi, cực kỳ sắc, bao sắc bác luôn. Không sắc các bác không sắc không lấy tiền các nhá, không sắc không lấy tiền, cực kỳ sắc bén luôn này. Đây này, dọc giấy mới nhìn này, dọc giấy đi ngọt dẻo luôn nhá. Mà đây là dao chặt nhá, dao chặt mà các bác nhìn nó dọc giấy này rất là ok rồi. Đấy, dao chặt vào cái đường giấy đi mịn mịn luôn này. Đấy, đường giấy đi mịn mịn quá ok luôn. Giá thì bình dân là rẻ 100.000 một cây thôi. Lên mã em sẽ con dao chặt C3 nhá. Đấy, dao chặt C3. Đó, dao chặt C3. Giá đang gửi bác là đi đấy, dao dọc giấy rất là sắc luôn nhá. Giá đang gửi bác là 100.000 một cây. Dao chặt C3 này. C3 nhá, 100k một cây. Đấy, hàng bao chất bác luôn. Về các bác chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương. Đấy, rồi là thậm chí có thể thái luôn nhá. Đấy, chất thép rất là sắc. Đấy, hàng bãi Nhật rất thép rất sắc luôn. Dao chặt C3 nhá. 100.000 một cây. Đấy, 100.000 một cây. Đấy, nặng khoảng tầm 5 lạng. Nói chung là đặc biệt dành cho các bác phụ nữ. Đấy, chặt nó rất là vừa tay, không bị nặng quá, không bị nhẹ quá nhá. Chặt rất vừa. Đó. Dao chặt C3 nhá, 100.000 một cây này. Sản phẩm kia thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây liếc mài kim cương. Lên mã cho cái cây liếc mài kim cương. Cây này thì các bác yên tâm về chất lượng, mài cực kỳ nhanh sắc dao. Đấy, cũng như là các bác có thể mài đa năng rất là nhiều những cái đồ vật khác nhau, ví dụ như các bác dùng để mài kéo này, rồi là mài dao này, rồi là mài liềm này. Đấy, rất nhiều kiểu mài khác nhau nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất luôn. Con này thì nó chám một cái lớp kim cương nhân tạo này, diamond sapper này. Đấy, diamond là kim cương, chám một cái lớp kim cương nhân tạo nhá, nên là khi mà các bác mài nó rất là nhanh sắc nhá. Mà cái con này đây, đây hàng mới đi Japan này. Con này các bác mài thì nó sẽ có hai mặt nhá, một cái mặt nhẵn này và một cái mặt nó hơi vòm vòm một chút này, cong cong một chút này. Đấy, ví dụ một cái mặt này các bác dùng để liếc này, cái mặt này các bác dùng như kiểu là các bác dùng để rũa này. Đấy, mình rũa, mình rũa những cái chỗ phần lưỡi mẻ rũa cho nó bằng đi. Đấy, ok luôn. Đấy, vừa làm một chiếc liếc, vừa làm một cái cây rũa luôn. Đấy, rũa dao, rũa kéo, rũa liềm. Đó, rồi là mình liếc dao, liếc kéo, liếc liềm cho nó nhanh sắc này. Đấy, cái độ nhám của nó rất là mịn. Đấy, các bác mài rất là nhanh sắc luôn, cực kỳ ok. Đấy, tay cầm hàng liền thân luôn nhá, made in Japan, tráng một lớp kim cương nhân tạo, mài cực kỳ là nhanh sắc luôn. Đấy, mài dao, mài kéo, mài liềm, mà mài rất nhiều những cái đồ vật ngoài mài này, rồi là rũa này, ok luôn nhá. Một cây liếc mài kim cương, giá em đang gửi bác giá bình dân thôi, 100.000 một cây nhá, 100.000 một cây. Đấy, lên mã em sẽ cái cây liếc mài kim cương nhá, liếc mài kim cương này, hàng Nhật, liếc mài kim cương. Giá đang của bác là 100k một cái cây liếc mài kim cương này, 100.000 một cây nhá, 100k một cây.
Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lô keo hai thành phần nhá. Đấy, keo hai thành phần. Keo này thì nói chung cái keo này thì chắc là nhiều bác biết về cái mã keo này rồi. Đấy, nó là dòng keo hai thành phần. Đấy, nó sẽ có hai típ nhá. Một típ keo A, một típ keo B. Thì khi mà các bác dùng cái sản phẩm này thì các bác mở xem cái nắp này ra này. Mở trong cái nắp này ra. Đấy, nó sẽ có là hai mã keo, một mã màu vàng, mã màu nâu nâu đen đen này. Đấy thì các bác cắm cho em cái bóp này vào này. Đấy, sau đó là các bác cầm đấy, cái bóp ra như kiểu là các bác bóp như kiểu là các bác bơm xi lanh ấy. Đấy, các bác cầm các ấn thì nó sẽ phun keo ra và bắt đầu là các bác dùng một cái chổi và một cái vật gì đấy. Các bác trộn hai cái vào nhau và các bác phết lên những cái chỗ các bác cần vá. Cái con này đặc biệt là nó rất là rắn. Đấy, khi mà nó khô xong thì nó sẽ rắn đúng như bê tông luôn, nó rắn hơn cả bê tông luôn. Đấy, như kiểu là một cái khối đá nó bệnh nào ấy, cực kỳ rắn luôn. Các bác có lấy máy khoan máy cắt ở các bác đục đẽo còn chán nó mới ra luôn. Nó cực kỳ là dính mà nó rất là cứng luôn. Đấy. Mà đặc biệt là ví dụ dòng này các bác chuyên cho bác vá ví dụ như những cái chỗ mà nó bị hở. Đấy, ví dụ như là vá lốc máy bị hở, bị vỡ này, rồi là những cái chi tiết cơ khí sắt xiếc ở các bác không thể hàn được. Thì các bác chỉ có việc là dùng cái keo này các bác vá vào xem. Đấy, các bác dùng các bác vá vào xem. Đấy, các bác không cần phải hàn hiếc, các bác chỉ việc lấy keo này các bác vá thôi. Nó là cái mã keo hai thành phần nhá. Đấy, cực kỳ cứng luôn, siêu cứng luôn. Giá em đang bán một cái típ keo hai thành phần này giá sẽ là 40k nhá, 40k. Lên mã em sẽ là cái típ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần nhá. 40k cho một cái típ keo hai thành phần nha. Đấy, thì về các bác dùng được các bác bơm ra, sau đó các bác trộn đều hai cái keo này với nhau. Đầu tiên hiện tại nó đang vẫn là riêng nhưng mà về các bác trộn vào thì bắt đầu là nó với hai keo nó với tác dụng với nhau, nó với tăng độ cứng. Đấy, tăng độ ấy lên. Đó, 40k một típ này nhá. Đấy, keo hai thành phần. Một típ này là 100ml. Đấy, rất là nhiều luôn. 40k một típ mã keo hai thành phần nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bật lửa đồng hồ này. Đấy, lên mã cho cái bật lửa đồng hồ nhá. Con này thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá sẽ là 90k cho một cái bật lửa đồng hồ này, chỉ có 90.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là bật lửa đồng hồ nhá, bật lửa đồng hồ. Bật lửa đồng hồ nhá. 90k nhá, 90k cho một cái sản phẩm nha. 90.000 một chiếc này thôi. Con này thì nó vừa có bật lửa, vừa có cả đồng hồ luôn. Các bác về dùng rất là tiện nhá. Đấy, mình mua về sưu tầm này, mua về làm quà tặng này, đấy, mua về sử dụng này. Đấy, vì hàng của nó vẫn nguyên hộp như này, mới căng luôn. Đấy. Hàng này thì em nói luôn là hàng này bên em không bán là không có kèm ga nhá. Về các bác tự bơm ga. Đấy, hàng nó không có kèm ga đâu vì vận chuyển nó rất là dễ gây cháy nổ thì không có kèm ga nhá. Đây, về các bác tự bơm ga vào nhá. Đấy, tự bơm ga vào sau đó các bác xài. Đấy, còn bên em bán là chỉ có nguyên bật lửa và đồng hồ thôi, không có kèm ga. Đó. Thì bật lửa các bác bấm vào đây thì nó sẽ lên này. Đấy, nó là cái chế độ đánh lửa, nó có cả đánh lửa tự động luôn này. Đấy, bấm lên nó sẽ lên. Còn đây là cái phần mặt đồng hồ nhá. Số La Mã nhìn rất là đẹp luôn. Các bác muốn đồng hồ chạy thì các bác ấn vào cho em. Đấy, ấn vào. Đấy, bắt đầu đồng hồ chạy ngay nhá. Đấy, đồng hồ chạy ok luôn này. Đấy, vừa làm bật lửa này, vừa cái đồng hồ để các bác theo dõi thời gian. Ngoài ra đồng hồ nó còn có cả đèn luôn. Mỗi khi mà các bác ấn cái nút này xuống để các bác bật máy lửa này thì tự động là cái đồng hồ sẽ sáng lên nhá. Đấy, các bác thả tay cái tự động sẽ tắt đi. Đấy, rất hay. Đây các bác nhìn này. Đó, đây. Đó, ok luôn. Rất đẹp luôn nhá, cực kỳ đẹp luôn, màu vàng rất sang trọng lịch sự. Các bác mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em. Rất đẹp, sưu tầm. Đó. Bật lửa đồng hồ nhá, đang gửi bác là 90k một chiếc này, vừa có bật lửa vừa có đồng hồ. Đấy, về các bác bơm ga vào là các bác xài thôi, 90k một chiếc. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà, đó là cái bộ bàn lề cửa này. Đấy, một cái bộ bàn lề cửa rất là thông minh. Đấy, về các bác dành cho bác mà hay đóng cửa hay quên này. Đấy, rồi ví dụ như các bác ngại đóng cửa, đấy thì về các bác chỉ việc mở ra thôi, còn là khi mà đóng vào là tự động con này nó sẽ đẩy vào trong ấy, nó sẽ tự động nó đẩy cửa đóng kín lại luôn, rất là hay. Đấy, các bác chỉ việc là kéo cửa ra thôi, còn là khi mà đóng thì con này nó sẽ chịu trách nhiệm nhá. Đây một cái bộ bàn lề nha. Đấy, sẽ gồm có là một cái bàn lề. Đấy, đi kèm cho bác là những cái phụ kiện ốc vít này, các thứ này về các bác lắp đặt vào là các bác xài. Đấy, nó có đầy đủ ốc vít, các thứ đầy đủ hết luôn đây. Ốc vít, ốc đồ đầy đủ luôn. Con này thì cực kỳ dễ dàng lắp đặt thôi. Đấy. Một phần cái phần đây, cái phần cố định như này thì các bác lắp ở cái bên hộc cửa cho em này. Đấy, cái phần này các bác lắp ở bên hộc cửa này. Đấy, còn cái phần bên này thì các bác lắp ở cái bên còn cái phần này thì các bác bắt vào cái bên cửa nhá. Thì khi mà các bác đẩy cửa ấy, đẩy cửa thì cái nguyên lý động của nó, cái bác đẩy đó, các bác đẩy này, các bác đẩy này. Đấy thì cái cửa nó sẽ mở ra, các bác mở ra nhá. Đấy, và khi mà đóng thì nó sẽ bật lại này. Đấy, các bác nó bật lại này. Đó, nó bật lại này. Đây em kéo cho bác coi này. Đó, nó bật lại luôn nhá. Đấy, vì ở đây nó có phần lò xo, nó sẽ bật lại luôn cái cửa. Cái này khi mà các bác lắp lên cửa, đây em quay thôi, còn khi các bác bắt lên cửa thì nó sẽ bật lại từ từ nhá, nó không phải bật lại mạnh đâu, nên cứ yên tâm. Đó. Đó thì bình thường nó gấp gọn nhà, còn không thì các bác mở ra. Đấy, và các bác một phần này các bác bắt vào cửa này, phần này các bác bắt vào cái hộc này. Đấy, cửa thì khi mà cửa đẩy ra nhá các bác nhá, cửa đẩy ra và
hết cái hành trình của nó thì nó tự động là nó sẽ kéo lại cái cửa cho bác đóng vào luôn, rất hay. Đấy, là nó sẽ có những cái lỗ để các bác bắt vào cái hộc cửa mình, vì bên trong nó có ốc vít đầy đủ đi kèm rồi. Đấy, về bác xài và sử dụng thôi, rất là dễ dàng lắp đặt nhá. Lên mã em sẽ cái bộ bản lề cửa tự động nhá, bản lề cửa đấy, bản lề cửa nhá, bản lề cửa tự động. Bên em đang bán một cái bộ bản lề cửa tự động này với giá sẽ là đi 60k nhá, 60k bộ bản lề cửa. Đấy, bản lề cửa tự động nhá, 60k. Thì đây, một cái bộ bản lề thì ở đây nó hướng dẫn các bác lắp đặt này. Đấy, hướng dẫn các bác lắp đặt luôn này. Đấy, về các bác bắt vào là các bác xài đầy đủ hết luôn. Là 60.000 một bộ nha. Về dùng rất là hay. Đây, em sẽ có một cái video thực tế về sản phẩm để về các bác lắp đặt này. Đây, bình thường là một chiếc cửa đấy nhá, về các bác lắp đặt này. Đấy, thì về các bác bắt cho em ốc vít vào. Đấy, còn cái thanh còn lại các bác bắt vào cửa nhá. Đấy, khi mà các bác đẩy cửa này mở ra nhá, thì tự động con này nó sẽ đẩy, nó sẽ đóng lại luôn. Rất là hay luôn. Đây, các bác cùng xem lại lần nữa này. Đấy, các bác bắt vào nhá. Đó, các bác để vào này. Đấy, khi mà các bác mở cửa ra nhá, các bác nhìn này, tự động là nó sẽ đẩy đóng cửa vào luôn. Rất thông minh luôn. Đấy, lúc nào mà không dùng nữa thì các bác có thể là gạt cái kia nó gấp xuống. Còn lúc nào mà dùng thì các bác lại để nó lên. Nên là cái này là tự do thoải mái nhá, không có phải gò bó, lúc nào mà các bác vẫn phải dùng. Đó, lúc nào không dùng là các bác cầm nó xuống nhá. Đấy, lúc nào không dùng thì các bác sẽ gập nó xuống. Lúc nào không dùng các bác cầm nó xuống, lúc nào không dùng thì các bác mở nó ra. Đó. À, lúc nào dùng các bác mở nó ra. Có thế thôi. 60k một bộ nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ bản lề cửa nhá, bộ bản lề cửa tự động. 60k một cái bộ bản lề cửa tự động nha. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ xi đánh bóng giày nhá, bộ xi đánh bóng giày. Đấy, chuyên để các bác đánh cho giày da, đồ da. Ví dụ như là giày da này, bốt da rồi giờ là quần áo dạng đồ da. Là các bác dùng cho em cái này, các bác đánh vào cực kỳ bóng và rất là sáng, rất là mới đồ luôn. Đặc biệt cho bác đang dịp Tết chất, các bác đánh những đồ da này mình rất ok nhá. Đấy, nó vừa bảo vệ da, giúp da da đồ da bác dưỡng ẩm tốt là không bị khô này, rồi là nó sẽ bền hơn các bác, đồ da sẽ bền hơn. Đấy, thì nó sẽ gồm có một cái cục bông, bên trong là nó sẽ có tẩm hết dầu các thứ rồi. Đấy, và đi kèm một cái lọ này nữa các bác nhá. Một cái lọ này thì hết thì các bác tra cái lọ này vào là ok. Đó, thì đây, về thì các bác chỉ việc là dùng, các bác đánh vào này. Đấy, các bác đánh vào nó sẽ bóng lên nhá. Đấy, sẽ bóng lên. Đó, nó sẽ bóng lên rất ok đây. Để em lấy thử những cái gì em đánh cho bác coi. Đây là, đây em có nhìn này. Đấy, thì khi mà đánh thì nó sẽ ra một cái dạng dung dịch bóng này. Đấy, vừa tạo bóng vừa tạo độ ẩm nhá. Đấy, các bác nhìn này đánh nhá. Đấy, nó khác hẳn luôn. Rất là hay nhá. Nó gọi là cái xi đánh cái bộ sản phẩm xi đánh giày da đồ da nhá. Xi đánh giày da đồ da thì cứ lên mã cho em sẽ cái bộ sản phẩm là cái xi đánh giày da. Bên em đang bán một cái bộ này. Đây, bao gồm là một cái lọ này nữa. Đấy, với một cái bộ này là 30k nhá. 30k. Lên mã cho em sẽ cái bộ xi đánh bóng giày da nhá. Xi đánh bóng giày da đồ da. Đấy. Giày da đồ da này là 30.000 một bộ nhá, bao gồm là một cái cục mút đánh này và một cái lọ dung dịch này nữa. Là 30k một bộ nhá, 30k một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang đó là cái rổ chắt nước, hay bên em hay gọi là cái rổ vo gạo đấy. Đấy, ví dụ thì các bác hay vo gạo, vo đỗ, vo những cái dạng hạt này. Đấy, bình thường là các bác hay cho vào giá trước các thứ là nó mất công. Đấy, thì về các bác cho vào cái này cho. Đấy, khi mà các bác chắt nước ra thì các bác nhìn này, ở đây nó cái lỗ li ti. Đấy, các bác chắt nước ra nhá thì nước nó vẫn sẽ kiệt hết mà nó vẫn giữ lại toàn bộ gạo nước, nó không bị văng ra ngoài nhá, không bị văng ngoài, dùng rất là hay luôn. Đây, nó có cái phần tay cầm. Đấy, chất liệu toàn bộ bằng nhựa PVC cao cấp. Đó, rất ok luôn. Giá này bên em của bác giá bình dân thôi. Đấy, lên mã em sẽ cái rổ chắt nước hoặc là cái rổ bộ rổ vo gạo đều được, rổ chắt nước hoặc là rổ vo gạo. Đấy, giá bên em đang bán cho bác là 20.000 một cái chiếc rổ chắt nước hoặc một cái rổ vo gạo nhá. 20.000 một chiếc thôi. Đây, các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Vo gạo truyền thống cho gia đình bạn. Đây này, có nhìn này. Nhiều gia đình đã chuyển sang sử dụng rổ lọc. Mấy bạn hậu đậu như đấy, bình thường là các bác hay cái vo gạo này đấy, cứ hay bị đổ văng gạo ra nhá. Đấy, thì các bác đong gạo đây, sau đó các bác vo. Thì khi mà các bác chắt nước ra nó ra rất là tiện luôn. Đó, các bác nhìn này. Bao biển siêu chắc chắn, có lỗ phía trước để chắt nước, sử dụng để vo gạo. Đấy, có nhìn này, chắt nước này. Đấy, chắt nước rồi là các mình vo những cái các dạng hạt này. Rồi các bác ví dụ mình về mình rửa hoa quả vào đây được. Đấy, các bác rửa hoa quả vào đây được. Cho hoa quả đây các bác rửa. Đấy, rửa xong các bác chắt nước cái là ok, nó nước nó sẽ trôi hết ra vì đây nó có những cái lỗ này. Đấy, nó gọi là cái rổ chắt nước vo gạo nhá. Giá anh em đang bán một cái rổ này là 20.000 một chiếc nhá. 20k một chiếc nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái con dao sưu tầm này. Lên mã em sẽ cái cây dao sưu tầm S1 nhá. Đấy, cây dao sưu tầm S1, cây này thì giá bình dân thôi. Bên em đang gửi bác là giá một cây dao sưu tầm S1 này với giá sẽ là đi 30k nhá, 30k một cây. 30k một cây đây. Đấy, rất chất lượng luôn, cực kỳ sắc bén nhá. Quá ok này. Đó.
Con này thì chiều dài tổng thể nó rơi khoảng tầm 20 cm nhá. Các bác mua về để sưu tầm này, mua về đi rừng đi phượt, gọt hoa quả thứ này rất ok luôn, rất đẹp, có phần vỏ bao đựng đầy đủ luôn nhá. Đấy. Và phần vỏ ngoài này vân đá lên nhìn rất ok. Đó, rất chất lượng luôn, chỉ có 30 ngàn một cây thôi. Lên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái cây dao sưu tầm. Cây dao sưu tầm S1 nhá. Cây dao sưu tầm S1 này. Dao sưu tầm S1 nhá, mã sẽ S1, giá đang của bác là đi 30k một cây thôi, 30.000 một cây. Giá rất hạt rẻ luôn. Mã sẽ là mã dao S1 nhá. Đây bác cùng xem lại một lần nữa này. Đấy, rất là chất lượng luôn. Lưỡi cực kỳ sắc bén nhá, lưỡi bao sắc bác luôn, sắc bén lắm, nhìn rất đẹp luôn. Đó, nhỏ nhỏ xinh xinh. Có phần vỏ bao đựng. Đấy, nhìn bình thường này các bác nhìn không biết là con này là con dao luôn. Đấy. Nhưng mà mở ra biết bên trong nó con dao. Đó, ok luôn. Đấy, nhìn thiết kế kiểu dạng thiết kế kiểu nhật nhật này. Đó, ok. Đó. À, 20k một cây nhá. Dao sưu tầm mã dao sẽ là mã dao S1 nhá. Đấy, có cả vỏ bao đựng đầy đủ luôn là 30.000 một cây nhá. 30k một cây nhá, rất đẹp. Đó. Dây led dài 40m để về các bác dùng trang trí Tết, bên em vẫn tiếp tục có hàng và hàng cũng cực kỳ chất lượng luôn nhá. Đấy, dòng dây led nháy rất nhiều màu khác nhau này. Một cuộn này dài là 40m này. Đấy, đó là dòng nhét láy kim cương nhá. Đấy, lên mã của em sẽ là cái dây led nháy kim cương. Đấy, nháy rất nhiều màu, nó có cả một cái cục chuyển các chế độ ở đây này. Đấy, ok luôn. Một cuộn là 40m về các bác răng thoải mái luôn nhá, răng cả nhà mình luôn. Trang trí Tết nhá, cứ ok cho em luôn. Lên mã thì em sẽ là cái sản phẩm là cái dây nháy kim cương nhá. Đấy, cái dây nháy kim cương. Dây nháy kim cương này. Dây nháy kim cương này thì giá vô cùng hạt rẻ luôn. Dài 40m thôi nhá, dài 40m. Giá của nó sẽ là 70.000 một bộ nha. 70k một cái bộ dây nháy kim cương này. Chỉ có 40 à, chỉ có 70.000 thôi. Sở hữu một cái dây là dài 40m luôn. Cắm cực kỳ nhiều màu sắc, đây em cắm cho bác coi này. Đây nhá, nháy rất nhiều màu sắc và có cả một cái cục chuyển đổi các bác chuyển chế độ này. Đấy, cục bấm chuyển chế độ này. Cực kỳ nhiều màu sắc khác nhau nhá. Nó là dòng cái mắt kim cương nên nó cho ra cái ánh sáng rất là huyền ảo, nhìn rất là đẹp. Đó, đây, đây nhìn thấy không? Rất chất lượng luôn. Quá ok luôn này. Đấy, nháy loạn lên luôn này. Xịn xò cực kỳ. Đấy, rồi, 70.000 một sợi này nhá, một sợi dài là 40m nhá, dòng dây nháy kim cương nhá, dây nháy kim cương. 70k một sợi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cuộn dây điện 2m này để về các bác dùng Tết nhất này. Đấy, mình cắm đồ, cắm đạc, cắm nọ kia các thứ là ok này. Đấy, con này thì dây điện vàng dài 20m nhá, dùng cực kỳ thích luôn. Đấy, có cả phích cắm, ổ cắm đầy đủ nhá. Đây là dây phích nguồn vào này. Đấy, còn đây là ổ ra thì nó là dạng ổ đúc luôn nhá. Có cả chân tròn, cả chân dẹt để về các bác cắm đa năng luôn. Đấy. Hàng dây lõa đồng nhá, và dây này em nói luôn là dây sẽ là dây một chấm nhá, dây một chấm. Đấy, nói chung là về các bác cắm những cái dạng máy móc công suất khoảng tầm 1.500 đấy, 1.500W đổ về đâu ok. Đó. Em báo giá luôn này, lên mã em sẽ là cái con sản phẩm là dây vàng 20m này, dây vàng 20m, giá thì bữa trước đang bán là 170.000, hôm nay về các bác mức giá rất tốt luôn, 130.000 một sợi nhá, 130k một sợi, 130k một sợi nha. Đấy, dây vàng 20m nhá. Đấy, chiều dài 20m là các bác dùng gia đình nói chung là khá là ok rồi ạ, thoải mái dùng luôn. Đây này các bác ơi, dây của nó sẽ là dây lõa đồng nha, em tháo cho các con này, dây lõa đồng dây một chấm nhá, đây đấy, dây lõa đồng dây một chấm, dây cũng khá là to đấy. Đấy, về các bác dùng cắm đồ đạc, cắm thiết bị này mình là ok luôn. Đấy, dài 20m nhá, dây lõa đồng 100 luôn, giá thì một cuộn là 130.000 thôi, giá đợt này đang thanh lý xả kho rất rẻ luôn, chỉ 130.000 mà dài 20m, về các bác dùng thoải mái luôn. Dây này của nó thì bọc, dây của nó là dây hai lớp nhá. Đấy, dây hai lớp luôn. Đấy, bên trong một lõi này, bên ngoài này một lớp bọc chống xước, chống va đập này. Đấy. Hàng thì ổ này thì cũng là ổ đúc chống va đập, chống vỡ. Dây thì rất là dẻo nhá. Cái dây nó rất là dẻo luôn. Về các bác dùng cực kỳ thích, dây dẻo dã man luôn này. Đấy, dây nó rất là dẻo này. Đó, dây nó dẻo nên các bác dùng ok. Đấy, không bị cứng hay nhèo đâu. Đó, ổ cắm các thứ là full ổ cắm, về các bác cắm thoải mái luôn. Chân dẹt, chân tròn là các bác cắm ok cho luôn nhá. Đó. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái dây vàng 20m nhá, dây vàng 20m. Đó. À, 130.000 một sợi nhá. Dây lõi đồng 1 chấm nhá, dây lõi đồng 1 chấm. Đó, 130.000 một sợi này, giá rất rẻ luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ điều khiển từ xa này. Bộ này thì lên mã giúp em sẽ là cái bộ điều khiển từ xa 100m nhá, và em báo giá luôn. Bộ này thì giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Bộ điều khiển từ xa 100m này. Điều khiển từ xa, bộ này là điều khiển được 100m nhá. Giá thì báo giá bác luôn, 90.000 một bộ thôi. Giá rất hạt rẻ luôn, chỉ có 90.000 một bộ này. Giá quá ok. Nó sẽ gồm có một cái cục nguồn này. Đấy, cục nguồn và một cái tay bấm điều khiển. Đấy, như kiểu là cái tay bấm điều khiển
xe tô luôn, rất chất lượng này, on off này. Đấy. Thì con này rất là dễ thôi. Đấy, nó có cả cái sách hướng dẫn trong này. Đấy, sách hướng dẫn sử dụng để về bác đấu nối này. Đấy, thì nó sẽ có là hai đường vào và hai đường ra. Đấy thì đây. À, đây input, input AC, input input là vào và output là ra. Đấy, LN. Cái này thì thực ra thì điện Việt Nam nó là điện xoay chiều nên là các bác bấm các bác đấu bên nào cũng được. Đấy, đấu không quan trọng pha nóng pha nguội đâu nên các bác đấu bên nào cũng được. Thì các bác cứ mặc định cho là 1 2 này, con nó có đánh số này, 1 2 sẽ là vào này, 3 4 là ra nhá. Thì các bác cứ đấu nguồn là nguồn 220 là vào 1 2 cho em. Và 3 4 là các bác đấu ra, thì đấu ra là các bác đấu vào những cái thiết bị các bác cần điều khiển đấy, ví dụ như là đèn này, quạt này, rồi là máy bơm motor, con này điều khiển công suất khoảng tầm 30A đổ về. Đấy, đấy 30A đổ về là các bác dùng ví dụ như con motor 1 ký 2 ký là thoải mái con này luôn. Đấy, dùng rất ok. Đấy, về thì các bác có thể bắt lên tường, nó có cả những cái lỗ để các bác bắt lên tường này. Đấy. Thì về các bác cứ đấu nối và sau đó các bác dùng cái điều khiển này. Các bác bấm cho em rất tiện dụng luôn. Đấy, bấm cho em nó rất tiện dụng luôn. Mình có thể điều khiển từ xa được, khoảng cách từ 100m đổ về là ok. Đấy. Giá thì bình dân thôi, chỉ có 90.000 một bộ nhá. Bộ điều khiển từ xa đấu nối 100m nhá, 90.000 một bộ đây. Anh em cũng lắp sẵn một bộ, em quay cho các bác coi này. Đấy, em cũng đấu sẵn một bộ, em test cho bác coi. Rất chất lượng luôn. Con này dùng ok mà. Đấy, mà giá nó bình dân. Đấy, thì về có đây em đang muốn điều khiển cái đèn này. Đấy thì đây em đang đấu đây. Đấy, em đang đấu 1 2 này, 1 2 có nhìn này. Đấy, để em zoom cho bác coi nhá. Đấy 1 2 này, 1 2 thì là vào đây. Đấy thì là vào nguồn 220 này, 3 4 là ra. Đấy, em đang cho cái đèn này. Đấy, em bấm cho bác coi nhá. On này. Đấy, off này. On này. Off này. On này. Off này. On này. Off này. On này. Off này. Đấy, rất tiện dụng nhá. Đấy thì các bác chỉ việc là các bác bấm thôi. Đấy, bấm là xong. Đây. 1 này, 2 này, 1 này, 2 này, on này, off này, on off này. Đấy rất tiện dụng nhá. Mình điều khiển từ xa, chỉ việc cầm cái tự tay điều khiển các bấm là xong. 90.000 một bộ thôi. Giá rất bình dân mà nó rất dễ dàng lắp đặt và rất là dễ sử dụng nhá. Đấy, cứ mặc định cho em là 1 2 là vào và 3 4 là ra. Đấy 1 2 thì là vào nguồn 220. Còn 3 4 là các bác ra những thiết bị các bác cần điều khiển. Đấy ví dụ như là 3 4 em đang ra cái điều khiển là cái bóng đèn đây này. Đây này, on này, off này, on này. Ờ này, rất ok nha các bác nhá. 90.000 một bộ điều khiển từ xa đấu nối 100m các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái dụng cụ ép tỏi này, để về các bác dùng tết nét các thứ này. Đấy, các bác cho hành cho tỏi đây các bác ép này. Đấy, vừa lấy nước vừa lấy bã này. Con này thì chất liệu là inox 304, sáng bóng đẹp cực kỳ luôn, hàng của Willing nhá, Willing của Đức. Thì về các bác cho đây. Sau đó các bác ép nó xuống, thế là xong. Ép nó xuống thế là xong. Ép nó xuống thế là xong các bác nhá. Đó, đây nó có những cái lỗ này, vừa ra nước này, vừa lấy bã này. Đấy các bác cho đây các bác ép thế là xong. Đấy, hàng của Willing, inox 304 nhá, rất chắc chắn luôn. Giá thì em gửi bác giá bình dân thôi. Lên mã em sẽ là cái cây ép tỏi nhá, cây ép tỏi. Cây ép tỏi này đang có giá là đi ép tỏi của Đức nhá. Ép tỏi của Đức đang có giá là đi 60k nhá, 60.000 một cái cây ép tỏi của Đức nhá, 60.000 một cây. Đấy về các bác chỉ việc cho tỏi, cho hành các thứ đây các bác muốn ép này. Cho đây các bác ép cái thì là xong. Đó. 60k nhá, 60k một cái cây ép tỏi rất là hay. Đó, hàng của Willing của Đức nhá, 60k một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lọ cao hổ này. Đấy, về các bác bôi đau xương khớp, đau người ngậm này. Đấy, rồi là ví dụ là cảm gió thứ là các bác về các bôi. Và cái ví dụ thi thoảng mình người ngậm mình mệt mỏi, các bác lấy ra các bác hà hơi hít này. Đấy, hoặc là sổ mũi khó thở này. Đấy, các bác lấy ra các bác hít này. Đấy, rất ok luôn, nó là dạng cao hổ nhá, cao hổ rất là thơm luôn. Mà chữa được rất là nhiều bệnh với nhau đó, hoặc là ví dụ côn trùng đốt các bác lấy cho các bác bôi cũng rất là nhạy. Đấy, đây. Đấy, nó dạng cao vàng vàng này, đấy dạng cao hổ nhá. Bên em đang bán một cái hũ cao hổ này là 20.000 một hũ nhá, 20.000 một hũ cao hổ nhá. 20k một hũ cao hổ. Đấy thì về các bác dùng để bôi nhá. Cao hổ nhá, lên mã em sẽ là lọ cao hổ 20k một hũ. Tiếp theo thì em còn vẫn còn cái dòng thắt lưng da bò của Mỹ này. Đấy, hiện tại bên em đã có hai mã là mã màu nâu và mã màu đen nhá. Đấy về các bác dùng để tết nhất mình đi chơi đi bờ. Đấy, đeo nhìn cho nó đẹp lịch sự này, rất chất lượng luôn. Hiện tại đang có hai màu là màu nâu và màu đen, hai màu nào cũng đẹp luôn. Đó. Chất liệu thì da thật 100% luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra hơ lửa hơ liếc cho em thoải mái. Và dòng này thì người ta làm rất là kỹ rồi. Đấy, toàn bộ phần hai bên này được bo này. Đấy, đều được bo ấy này, đều được bo viền này. Đấy, bo viền thì rất là chất lượng luôn. Hàng của Mỹ nhá. À đây. Made in USA. Đấy, made in USA rất chất lượng luôn. Đó. Cực kỳ đẹp, phần mặt cũng rất là đẹp luôn này. Đây phần mặt rất đẹp. Hàng này của nó thì là hàng dạng là hàng con lăn nhá. Con lăn đây em bóc cho bác coi một mặt này. Nó là dạng con lăn, là về các bác sử dụng rất ok luôn. Giá thì bên em đang gửi bác là 180.000 một sợi nhá, 180.000 một sợi thôi. Đấy, bình thường đang bán hơn 200 ấy. Đây, mặt rất đẹp này, mặt cực kỳ là trang nhã nhá. Rất là phù hợp với các bác tầm tuổi dạng trung niên là rất là hợp lý luôn. Đấy, mặt con lăn nhá, mặt con lăn.
Cái con lăn này các bác dùng rất hay này, không nó không quan tâm là bụng to bụng nhỏ là dùng được hay không, nghĩa là nó phải đi sai nhá, bụng to bụng nhỏ là các bác đều dùng được luôn, nó không bị hạn chế như những các bác dùng những con khuy cà đứa giờ nó hay bị hạn chế, ví dụ như là bụng to bụng nhỏ là các bác hơi khó dùng, nhưng con này con lăn là các bác bụng to hoặc là các bác bụng nhỏ đều dùng được luôn nhá, tại vì nó con lăn nó không giới hạn cái kích thước là bao nhiêu nhá. Đấy, đây mặt cực kỳ đẹp trang nhã này, cái con này là màu đen, con này thì là màu nâu này. Đấy, con này màu nâu này. Đấy, màu nâu thì bên em đang bán cho bác giá sẽ là 180.000 một sợ nha, 180.000 một sợ. Lên mã em sẽ là cái thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ. Đó. Giá của nó sẽ là 180.000 một sợi thắt lưng da bò Mỹ nha, 180.000 một sợi thôi. Dùng rất là hay. Đấy, dùng rất là đẹp, chất lượng luôn. Đây, mặt USA này. Đấy, made in USA nhá. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn. Con này là con màu nâu đây, con màu nâu đây. Đấy, đây, made in USA, quá ok, hai màu nhá, màu nâu và màu đen. Đấy, mặt cũng cực kỳ đẹp luôn. Đây, đấy, hai dây đây. Đấy thì đồng giá là cứ 180.000 một sợi nhá. Các bác lấy màu nào được báo nha. Thì em nhặt cho bác màu đấy nhá. Đồng giá là 180.000 một sợi thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, đồng giá 180.000. Đây rất là ok nhá. Đấy, rất là rộng, rãi, thoải mái luôn. Chất liệu của nó toàn bộ là bằng tre. Đấy, toàn bộ bằng tre nhá. Rất là thân thiện với môi trường. Về các bác sử dụng thì rút treo phần nắp đít ra này. Đấy, sau đó các bác bỏ giấy vào đây, đóng cái phần nắp này vào. Đấy là các bác sử dụng thôi. Nhìn rất là đẹp nhá, sang trọng lịch sự, nhìn rất là đẹp luôn. Đó, chất liệu toàn bộ là bằng tre nhá. Đấy, những cái tấm tre nó dọc ra xong bắt đầu nó ép vào các bác nhá. Đấy, nó ghép vào thành một chiếc hộp rất là xinh đẹp nha. Đấy. Con này kích thước thì chiều dài tổng thể nó rơi khoảng tầm là 20 22 23. Đấy, chiều rộng thì rơi khoảng tầm này khoảng tầm 10 cm luôn nhá. Đấy, nói chung là khá là to tát rộng rãi. Các bác để hầu như là cái này nó kích cỡ phổ thông, để hầu như là những cái loại giấy rút trong túi các bác để vào trong này là ok. Đấy, rút chỉ việc rút xem cái phần đáy ra này. Rút ra sau đó là các bác cho giấy đây và các bác thế các bác rút thôi. Đấy, cầm khá là đầm chắc tay. Đó thì em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ sản phẩm là cái hộp giấy tre nhá. Đấy, hộp giấy tre. Hộp giấy tre này sẽ có giá là đi 70k nhá, 70k cho một chiếc hộp giấy tre này, 70.000 một chiếc. Chất liệu là bằng tre nhá, bằng tre nó ghép vào. Rất là đẹp luôn, mùi tre rất là thơm. Đó. Mùi tre rất thơm, nói chung là rất là đẹp. Đó, về ok luôn. Đấy, ngoài ra thì bên em có bán thêm cho bác đó là cái mã giấy ăn này. Đấy, cái mã giấy ăn này rất là hay, là nó phù hợp vừa khít với lại cái hộp giấy tre kia luôn. Đấy. Thì bên em sẽ bán lẻ theo gói và bán theo thùng nhá, tùy nhu cầu các bác mua. Đấy, mua nhiều thì có thể mua theo thùng, hoặc các bác mua lẻ thì mua theo gói nhá. Một gói này thì hiện tại em đang bán lẻ là đi 10k một gói nhá. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái túi giấy ăn. Đấy, túi giấy ăn. Túi giấy ăn này thì là 10k. Đấy, bán lẻ cho bác là 10k một túi nhá, 10k một cái túi giấy ăn nhỉ. Một túi này là được là 460 tờ này, rất là dai luôn. Giấy ăn cực kỳ dai, dùng rất là thích. Cái này em bán cực kỳ nhiều rồi, bán ngày không biết bao nhiêu thùng luôn. Tờ này đang bán dã man. Đây, giấy cực kỳ dai, dùng rất là thích luôn. Đấy, giấy dai lắm. Lau cái giấy này nó không bị mùn ạ, dùng cực kỳ thích luôn. Đấy, bao dùng bao xài bác luôn nhá. Các bác cứ về dùng thử nha. Đấy. Nếu mà không ấy đi mua 1 2 gói về các bác dùng thử, đảm bảo bác ưng luôn. Em bán rất nhiều mà hầu như là toàn mua cả thùng rồi luôn. Đấy, Tết nhất các bác xài nhiều, khách khứa nhiều, cỗ bàn nhiều. À, đây, cái này là một thùng này của nó 20 gói, đây là một thùng nguyên của nó này. Một thùng nguyên của nó này. Đấy, một thùng nguyên nhà đây này. Thùng nguyên nhà là 20 gói này. Đó. Thì bên em sẽ bán, hôm nay em sẽ giảm giá các mã này luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là thùng giấy ăn nhá. Thùng giấy ăn. Thùng giấy ăn này thì bữa trước bên em đang bán là 200k. Hôm nay em giảm luôn các bác, giá chỉ còn có là đi 150.000 một thùng. Đấy, 150.000 một thùng. Mà một thùng là 20 gói luôn. Đấy, một thùng là 20 gói. Một thùng là 20 gói nhỏ như này này. Đấy, một thùng là 20 gói nhỏ như này. Cái này là thùng này em đang bóc qua để bán lẻ, còn là một thùng thì nó nguyên thùng là 20 gói nha. Đấy. Nguyên là 20 gói như thế. Là giá sẽ là 150.000 cho một thùng nhá. Đấy, ngoài ra mình có thể mua thêm cái hộp giấy này về các bác đựng giấy vào đây. Đấy, về các bác chỉ việc mở cái nắp này ra này. Đấy, cho cái giấy này vào. Các bác đóng nó vào. Đấy là nó sẽ vừa khít luôn này. Đấy, các bác ăn dùng đâu là mình chỉ việc rút lên đấy rồi rất ok luôn. Đấy, vừa khít luôn nhá. Em kiếm cái hộp này nó vừa khít với lại cái giấy em đang bán luôn. Nên các bác có thể mua theo cả bộ là vừa cả giấy ăn vừa cả hộp đựng giấy luôn. Đấy. Hộp đựng giấy thì là 70.000 nhá. Hộp đựng giấy thì là 70.000. Hộp là hộp giấy tre nhá, hộp giấy tre là 70.000, còn là cái thùng giấy ăn. Thùng giấy ăn 20 gói thì là 150.000 nhá. Còn nếu mà các bác mua lẻ một gói một thì là 10.000. Đấy, mua lẻ một gói nha thì là 10.000 này. Đấy thì nói chung là mua theo thùng thì giá nó sẽ tốt hơn bạn, mua theo thùng giá sẽ tốt hơn, mua theo thùng là rẻ được 50.000 luôn. Còn mua lẻ gói thì đắt hơn một chút. Đấy. Đó thì tùy nhu cầu nhá. Cả thùng 20 gói là 150. Mua lẻ một gói là 10.000, còn là cái hộp giấy tre này thì đang bán là 70.000 một hộp đấy nhá.
Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ dao đứt 3 cây này, bộ dao đứt 3 cây. Đó thì hôm nay em cũng xả kho cái mã luôn. Lên mã thì em sẽ là cái bộ dao đứt 3 cây nhá. Bộ dao đứt, đấy, bộ dao đứt 3 cây. Bộ này là có 3 cây đâu ạ. Giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Bữa trước đang bán là 170.000đ. Hôm nay về bác mức giá rất dễ mua luôn. 130.000 một bộ nhá. 130.000 một bộ dao đứt 3 cây. Đấy, nó sẽ gồm có là 3 cây dao nhá. Hàng của thương hiệu Willing này. Đấy, Willing một trong thương hiệu rất là nổi tiếng về đồ gia dụng của Đức này. Đấy, nguyên hộp nhà này là 3 cây. Về các bác dụng làm quà biếu tặng mua về dùng. Ok luôn, set 3 chiếc này. Đấy thì đây, em sẽ quay bác từng con một luôn. Đầu tiên là một cái con dao chuyên để các bác lọc và thái này. Đấy, logo Willing này. Đấy, có thấy không? Logo Willing nhá. Vân gỗ lên cực kỳ đẹp, hàng thì bao sắc các bác luôn. Nhưng các bác yên tâm về chất dao Đức, dùng cực kỳ thích. Đó, rất chắc chắn nhá. Cầm con dao rất là chất lượng luôn. Nhìn dao ở Đức nhìn nó vẫn khác bọt luôn các nhìn này. Đấy. Con này là con dao vừa lọc vừa thái này. Một cái con dùng các bác dùng để băm chặt nhẹ hoặc là các bác dùng để thái bản to các bác xài con này chưa? Đấy, logo Willing này. Đấy, logo Willing thôi nhá. Đó, con này băm chặt nhẹ là ok. Đấy, vân gỗ. Tiếp theo thì là một cái con dao dùng để chặt này. Đấy, con này chặt trước các thứ ok, chặt gà, chặt vịt, chặt xương là ok cho em luôn. Đấy, đây. Logo Willing rất sắc bén nhá. Hàng rất sắc luôn, dùng cực kỳ thích. Đấy, vân gỗ lên rất đẹp luôn. Đó. Một bộ 3 cây nha. Đấy, một bộ 3 cây dao của Đức này với giá sẽ là đi 130.000 một bộ nhá. 130.000 bộ thôi. Hôm nay em giảm giá sập sàn cho bác luôn. Đấy, thì một bộ của nó nguyên hộp nhà nhá. Một bộ là nguyên hộp nhà là 3 cây nhà này. Đấy là một bộ nhà là 3 cây. Đấy là set 3 cây dao của Đức nhá. Là 130k, hàng của thương hiệu Willing luôn nhá, của thương hiệu Willing. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái khay mứt con hươu này. Lên mã sẽ là cái khay mứt hươu nhá. Khay mứt hươu 2 tầng cao cấp rất xịn sò luôn. Giá thì em báo giá luôn. Đang gửi bác giá sẽ là đi 80.000 thôi. 80.000, giá rất bình dân hạt rẻ nhá, dễ mua ai mua được này. 80k nhá, lên mã giúp em sẽ là khay mứt hươu 2 tầng. Đấy, hàng cao cấp rất xịn sò nguyên hộp nha. Hàng này của Việt Nam nhá. Đấy, hàng của Việt Nam. Đấy, người Việt dùng hàng Việt. Nó sẽ gồm có là 2 tầng nhá. Đây, đầu tiên là một ngăn dưới này, ngăn dưới sẽ gồm 1 2 3, tổng là 4 ngăn ngăn dưới này. Đấy. Con này đường kính em đo là bác luôn. Nó là hình tròn nhá, hình tròn. Đường kính của nó vào là đi 25 con nhá, khá là to. Đấy, một ngăn dưới này, màu trắng này. Tiếp theo là một cái ngăn nữa là màu xanh này. Đấy, cũng 1 2 3, tổng là 4 ngăn thì khi mà các bác về dùng thì sẽ có tổng là 8 ngăn đựng nhá, rất nhiều ngăn đựng luôn. 8 ngăn để các bác đựng hướng dương, bánh kẹo, đồ đạc mứt tết rồi. Đấy, mình bày ra bàn. Đấy, khách khứa đến nhá. Đấy, thì sẽ có 2 tầng và các bác có thể trồng lên nhau nhà được. Còn nếu mà lúc nào dùng thì mình bày ra nha. Rất ok này. Đấy, hoặc có thể là đảo nhau cũng được. Màu trắng trên, màu xanh dưới đều được nhá. Và đi kèm là có một cái nắp vung đậy nhá, rất là sang trọng lịch sự luôn. Hình con hươu này. Đấy. Có phần mặt kính nhá, trong suốt nhìn bên trong luôn. Rất ok, nắp đậy. Đấy, ok, rất kín đáo ok luôn. Có lúc nào cũng tôi thích cái bác đại vàng, không thì các bác bỏ ra, rất sang trọng lịch sự luôn nha. Nói chung là rất là đẹp, giá nó bình dân, nó chỉ có 80.000 thôi. Đấy, lên mã em sẽ là cái khay mứt hươu 2 tầng nhá, khay mứt hươu 2 tầng luôn. Đấy, đường kính là 25 nhá, 2 tầng 8 ngăn luôn nhá, tổng là 8 ngăn. Đấy, 8 ngăn nhá, là mỗi ngăn là 4, mỗi tầng là 4 ngăn thì tổng là 8 ngăn, 2 tầng mà. Đấy, tổng là 8 ngăn mà giá nó chỉ có 80.000 một bộ thôi, rất là đẹp luôn. Đấy, đây các nhìn này, cực kỳ đẹp, sang trọng lịch sự nhá. Đấy, mang đến sự sang trọng hiện đại, tiện dụng cho gia đình bạn, cực kỳ là xịn chất lượng nha. Đó, đây. 80.000 nha, các bác nhanh tay vào việc chốt đơn luôn này. Đấy, số lượng có hạn nha. Đó, khay mứt hươu 2 tầng. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mang đó là cái con nồi lẩu Osaka. Để các bác Tết nhất ăn lẩu nước các thứ cho em ok này. Đó, em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái nồi lẩu Osaka nhá. Cái này chuyên dùng để ăn lẩu. Ngoài ra thì các bác nếu mà không muốn ăn lẩu thì mình có thể là nấu nướng đây được luôn. Đấy, xào nấu ở đây cho em được ok luôn nhá. Nói chung là nó là một cái con bếp đa năng, các bác có thể nấu rất nhiều món nhưng mà chủ yếu là dùng ăn lẩu thì sẽ hợp lý hơn. Đấy. Lên mã thì em sẽ là cái con bếp Osaka nhá. Đấy, hoặc là nồi lẩu Osaka cũng được, nồi lẩu Osaka. Nồi lẩu Osaka. Giá của nó thì bữa trước đang bán là 350.000, nghe về các bác mức giá rất dễ mua luôn. Giá giảm chỉ còn có 300.000 thôi. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. 300.000 một cái con nồi lẩu Osaka nhà này, bao ship tận nhà. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, mới keo nguyên hộp này. Phần thông số công suất này, dung tích của nó sẽ là 3 lít rưỡi, rất là to nhá. 3 lít rưỡi thì các bác sử dụng ăn lẩu mâm của tầm 5-7 người là ăn thoải mái luôn. Đấy, rồi là điện áp là 220, sử dụng điện 220 nhá. Tần số 50 hạt này và cái công suất của nó là 1360W nhá. Nồi sôi cực kỳ nhanh luôn. Các bác chỉ việc thả một chút lúc thôi là bắt đầu nó sôi. Mà nó sôi không cản luôn, sôi nhanh dã man luôn. Cái này em cũng đã xài mà, dùng thích lắm. Đây, nguyên hộp nguyên đang nguyên kiện nha. Đấy, dây nguồn này. Đấy, dây nguồn này thì nó có cái phần
Zolia để chỉnh cái cấp độ các bác nhá. Đấy thì mình xem sử dụng ở cấp độ bao nhiêu thì các bác xoáy cái phần vòng tua này, đấy, cái phần vòng cái vòng 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 ấy này. Đấy. Còn đây các bác cắm trực tiếp vào cái cổng của cái bếp. Còn đây là cái dây nguồn cắm trực tiếp vào nguồn 220 cho em là các bác xài thôi. Đó. Đây, lấy trang luôn. Đó, cho các con cho nồi này. Nó sẽ gồm có các bác là một cái nắp vung này, một cái nắp vung bằng kính cường lực trong suốt nhá. Đấy, nắp vung bằng kính cường lực trong suốt để các bác tiện cho việc là theo dõi đồ ăn bên trong nhá, rất chắc chắn luôn. Đấy, toàn bộ vòng ngoài bo inox này. Đi kèm cho bác là một cái xưởng, một cái giá hấp nhà nhá, một cái giá hấp này. Nếu mà các bác không muốn ăn lẩu thì mình có thể là cho đây mình hấp các bác nhá, hấp được luôn. Đấy, ok này. À, bên trong phụ kiện này đây là cái phần tay vung nhá, về các bác lắp vào vung. Đó, còn đây bên trong nữa thì là nồi này có chám một cái lớp chống dính nhá, chám một cái lớp chống dính này. Đấy, các bác sử dụng yên tâm là không lo nó bị dính hay cháy cái thứ gì nhá. Đấy, dùng yên tâm thoải mái nha luôn. Có trắng chống dính ngon lành rất xịn sò. Tay cầm này, đấy tay cầm, tay cầm giờ các bác bê mang đi mang lại. Đây là cái phần cổng nguồn này, đấy đây là cái phần cổng nguồn. Đấy, đi về các bác cắm cái dây nguồn em vừa quay các bác cắm vô đây là các bác xài thôi, rất ok luôn. Đó, còn nếu mà các bác muốn ăn hấp ấy, thì các bác để cái này lên. Đó, cho nước vào trong cho các bác để cái này lên, các bác để những cái đồ hấp lên đây, các bác hấp luôn. Vừa ăn lẩu này, vừa ăn hấp này, vừa ăn xào này, vừa ăn nấu này, nói chung là cực kỳ đa năng. Đấy, đây, có cả giấy hướng dẫn sử dụng này. Cực kỳ xịn sò ngon lành luôn nhá. Rất ok. Đó, giá thì bình dân là rẻ thôi. Phun nồi là phun bộ này là 300.000 bộ nhá. Đấy, phun bộ này là 300k bộ này. Đấy, 300k bộ là bao gồm là cả vung viết các thứ, là khay xưởng hấp đầy đủ luôn. Mới keng, người tay bác là mới keng nguyên hộp luôn nhá, là 300k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái con nồi lẩu Osaka nhá. 300.000 con nồi lẩu Osaka này, vừa hấp này, vừa lẩu này, vừa xào vừa nấu ở đây, đa năng cho em luôn. Đấy, dung tích là 3,5 lít, điện áp 220 và công suất là 1360W các nhá, rất xịn sò. Ok. Rồi qua mã hàng tiếp theo. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con máy thổi hút bụi này. Lên mã sẽ con máy thổi, con này vừa thổi vừa hút thôi nha. Đấy, vừa thổi hút nhưng mà chủ yếu là nó thổi được quá. Đấy, còn hút thì nó là phụ thôi, chủ yếu là thổi thôi nhá. Đấy, thì các bác về các bác mua dùng để thổi cũng rất hay. Đó. Đây bên trong phụ kiện này đủ đi kèm này. Đấy. Sử dụng nguồn 220 dùng rất là tiện luôn. Chủ yếu là các bác thổi, ví dụ mình thổi bụi, thổi lá cây thì rất là tiện dụng luôn. Đấy, con này thì nói luôn hàng sản xuất tại Trung Quốc nhá. Made in China. Đấy, made in China. À, công suất của nó sẽ là 1000W này, và cái vòng tua của nó sẽ là 13.000 vòng trên 1 phút nhá. Cực kỳ khỏe luôn, máy chạy khỏe lắm. Đấy, thổi phe phe luôn. Đấy, đây. Các bác muốn thổi các bác lắp cho em cái đầu này mà, cái đầu chóp chóp này. Đấy, các bác bấm công tắc đây nhá, bấm công tắc đây. Đây nó có công tắc này. Đấy, motor đây. Đấy, bấm vào trực tiếp vào nguồn 220 các bác bắn cho em. Thổi cực kỳ khỏe luôn. Ngoài ra nếu các bác muốn hút ấy, thì các bác lại chuyển cái đầu này về đây. Đấy, thì các bác lại hút nhá. Đấy, và khi mà hút thì các bác lắp cho em cái túi này vào này. Đấy, lắp cho em cái túi này vào để cho nó chứa rác ạ. Đấy, để cho nó chứa rác thì các bác lắp vào đây nhá. Lắp vào đây. Đấy, thì khi mà hút thì nó sẽ hút và truyền rác thì nó sẽ đựng vào trong cái túi này. Đấy, còn nếu mà muốn thổi thì các bác lại chỗ đổi cái đầu về đây để các bác thổi nhá. Máy thì cực kỳ khỏe luôn. Máy thổi khỏe lắm. Đây em sẽ cắm cho bác coi này. Đây đây, em sẽ test cho bác coi nhá. Thổi đi cực kỳ khỏe luôn này. Em bật máy này. Đấy, lòng ổ điện rồi. Cắm lại cho bác coi nhá. Thổi khỏe lắm, con này thổi kinh khủng luôn. Đây này. Thấy không? Thổi rất là luôn. Đây này. Thấy không? Đấy. Mà cái tầm thổi nó cũng rất là xa nhá. Đó, đây. Đây nhìn biết này. Nó thổi mà các bác cầm không chắc tay, nó đẩy về sau luôn nhá, nó đẩy về sau luôn, nó thổi khỏe lắm, máy chạy khỏe kinh khủng luôn. Đó đó, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái con máy thổi hút bụi nhá. Máy thổi bụi công suất 1000W này, vòng tua 13.000 vòng trên phút và sử dụng điện 220. Đấy, em báo giá luôn, con này thì hiện tại em đang có giá là 220.000 một chiếc nhá, và bao ship tận nhà luôn. Về các bác dùng để thổi bụi này, rồi là các bác thổi lá cây, đấy, rồi là thổi này, rồi có cả chức năng hút luôn nhá. Đấy, nhưng chủ yếu là nó thổi thôi, chứ hút thì nó phần thôi. Đấy, chủ yếu là thổi thôi nhá. Lên mã em sẽ cái con máy thổi hút bụi này. Máy thổi hút bụi nhá. 220.000 một cây nhá. 220k một cây, và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, bao ship tận nhà, máy thổi hút bụi nhá, 220k bao ship. Tiếp theo thì em lên nhanh cho bác mã hàng, đó là cái hộp ô tô đồ chơi này. Lên mã em sẽ cái hộp ô tô đồ chơi nhá. Hộp này thì em báo giá luôn. Tại vì em đang có giá là đi 100k một hộp này nhá. 100k một hộp. Lên mã em sẽ cái hộp ô tô đồ chơi cho trẻ em. Đấy, hộp ô tô
đồ chơi nhá, cho trẻ em nhá. Giá sẽ là 100k một hộp nha. Một hộp này là sẽ là 30 xe. 30 xe ô tô đồ chơi các kiểu các loại luôn, rất là đẹp, nhìn rất là ok. Đấy, về các bác sử dụng mình cho các cháu này mình chơi này. Một hộp này là 30 xe nhá, đựng trong chiếc hộp nha. Và xe này của nó sẽ là xe khung nhôm và nó có cả cái phần đây này, cả phần cốt này. Đấy, có thấy không? Cốt chạy cực kỳ khỏe luôn nhá. Đấy, về để cho các cháu này mình chơi với nhau rất ok. 30 xe là cả cả nhà chơi với nhau luôn. Đấy, thân thân xe nó thân nhôm rất chắc chắn nhá. Đấy, một hộp là 30 xe và rất nhiều màu sắc và rất nhiều các loại xe khác nhau nhá. Đấy, rất nhiều màu sắc, rất nhiều các loại xe khác nhau. Giá thì bình dân hạt rẻ thôi, 100k một hộp nhá, 100k một hộp. Hộp ô tô đồ chơi cho trẻ em nhá, một hộp là 30 xe, 100k một hộp nhá. Đó, tiếp theo thì em lên luôn đấy bác, đó là cái mã đèn hai đầu này. Đấy, con này thì bên em đang bán rất nhiều rồi, giá thì cũng bao giá thị trường luôn. Lên mã em sẽ con sản phẩm là đèn hai đầu. Đèn hai đầu này thì đang có giá là đi 240.000 nhá, 240k và bao ship cho bác tận nhà luôn, bao ship tận nhà luôn, giá rất tốt đó. Các bác cứ mua hóa đơn trên 200 là bao ship rồi mà. Con đèn này là bao ship là đương nhiên rồi. Đấy, con sản phẩm đèn cực kỳ chất lượng, dòng đèn pin hai đầu của cảnh sát Nhật nhá. Đây, hàng Polycare Made in Japan. Con này chiếu sáng, tầm chiếu xa nó từ 800 cho đến 1.200m nhá, chiếu kỳ xa luôn, cực kỳ sáng nhá. Đây, con nhìn này, ánh sáng của nó trắng xóa luôn này, sáng dã man luôn. Các bác có thể lên xem video em test rất nhiều lần con này rồi, dùng cực kỳ thích luôn. Đấy, nó con này có hai chế độ sáng cả hai đầu luôn nhá. Phần đầu này được bọc cao su chống va đập chống vỡ nhá. Đấy, toàn bộ này dòng mắt led siêu sáng, rất tiết kiệm điện luôn. Đấy, đấy các bác có thể bật cả bên hông này, rồi bật phát bên này luôn này. Đấy, sáng cả bên này luôn, sáng cả bên này, rồi bật phát sáng cả bên này luôn. Đấy, rất ok nhá, sáng phát hai đầu luôn này. Đấy thì các bác cứ lên mã nhé, em sẽ là cái sản phẩm là đèn hai đầu nhá, 240.000, có báo cả vạch pin luôn, khi mà các bác bật báo cả vạch pin để biết là pin nó còn nhiều hết. Đây là cái phần chân sạc này. Đấy, chân của nó chân nhỏ, chân sạc. Còn cái chân to là cái cổng USB để các bác sạc ra nhá. Ví dụ điện thoại hết pin thì mình có thể cắm ở đây. Đấy, để các bác lấy cái pin của cái đèn này các bác sạc cho điện thoại nhá. Đấy, như kiểu là một cái cục sạc dự phòng ấy. Có cả một cái lỗ ốc 3/4 để các bác có thể ví dụ về bắt vào những cái con chân ốc 3/4 rất ok. Đấy, hàng Made in Japan, rất xịn sò. Lên mã thì em sẽ là đèn hai đầu nhá, cực kỳ sáng. Có các chế độ sáng là chiếu xa này, rồi là ánh sáng rộng này. Đấy, rồi ánh sáng rộng nữa này. Rồi là có cả nháy cảnh báo SOS này. Đấy, nháy loạn luôn, rất hay. 240.000 nhá, 240.000 thôi, vào việc luôn, giá rất tốt mà sản phẩm dùng rất ok. Đi kèm có cả một cái giọng cộng dây cáp sạc nhá. Thì cái con này nó sử dụng cái nguồn sẽ là cái nguồn 5V, về các bác có cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, các bác cắm vô đấy để các bác sạc cho cái đèn này là xài thôi. 240k nhá. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là đèn hai đầu, 240.000 một cây, bao ship là nhà, đèn siêu sáng luôn nhá, không sáng không lấy tiền bác luôn, cực kỳ sáng luôn đấy. Và tiếp theo thì em về tiếp tục cho bác mã hàng, đó là cái nồi bí ngô đấy, để về các bác tết nhất mình sử dụng này. Con nồi này thì cực kỳ to, nồi này dung tích của nó là 8 lít nhá. Đấy, đường kính của nó là 28 cm, và sản phẩm này thì có thể được nấu được các loại bếp này, như bếp từ này, bếp 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 điện, bếp hồng ngoại, bếp ga, nấu được tất cả các loại bếp luôn. Nồi này thì lên mã cho em sẽ là sản phẩm là nồi bí ngô nhá, nồi bí ngô. Đó thì hôm nay em sẽ xả cái mã luôn nhá. Lên mã thì em sẽ cái nồi bí ngô, nồi này là nồi to, nồi 8 lít luôn nhá. Về các bác luộc gà, luộc vịt đây cũng ok này. Đấy, rồi những nấu những cái món mà đông người, đấy, nhà đông người. Nồi bí ngô nhá, bữa trước đang bán cái nồi này là 200, giảm luôn đấy bác, giá chỉ còn có là đi 140.000. 140.000 một con nồi này, quá hạt rẻ luôn. Đấy, về các bác sử dụng gia đình rất ok. Đây, lấy bác coi một cái nhá, nồi rất đẹp luôn, nó là hình bí ngô như trên hình các bác coi nhá. Đấy. Sản phẩm này có sử dụng được bếp từ nhá. Đấy, nhiều bác hỏi là có dùng bếp từ không, thì nồi dùng bếp từ ngon lành. Hầu như bây giờ các loại nồi bây giờ nó đều dùng bếp từ hết các bạn. Bên trong thì sẽ có những cái phụ kiện này về các bác lắp đặt này. Đấy, có phần qua nắp vung này, rồi là cái phần qua tay cầm. Thì về các bác cái này các bác tự lắp đặt vào nhé. Thì các bác cứ nhìn ở trên cái hình này, các bác lắp vào là xong mà, nó dễ lắp không mà. Đấy. Còn đây, cái này là cái giấy giấy thông tin sản phẩm thôi. Đó. Nồi rất là dày. Bên trong là có tráng một lớp chống dính nhá. Đấy, tráng đá một lớp chống dính này, nếu có dùng yên tâm không lo nó bị dính riếc đâu. Tráng chống dính ngon ấy rồi. Đấy, phần dưới này. Đó, ok luôn nhá, chất lượng luôn. Đây. Hàng này của nó thì sẽ là hàng nắp vung kính luôn. Đấy, nắp vung kính trong suốt, cường lực luôn, cực kỳ dày chắc chắn nhá, cực kỳ dày chắc chắn luôn. Đấy, nắp vung kính thì khi mà các bác sử dụng nấu đồ ăn dễ theo dõi nhá. Đấy, nắp này nó có cả cái giò này rất là kín luôn, các bác đậy rất là kín. Cái hay của cái sản phẩm này là cái phần vung ấy nó sẽ lồi lên. Đấy, cái phần vung nó sẽ lồi lên để khi mà ví dụ mình có luộc những con gà, con vịt ra. Đấy là các bác diện tích nó thoải mái nhá, nó không bị cấn quá. Đấy, ví dụ là các bác luộc một con gà, con vịt to to đây là thoải mái luôn, vì cái nồi của nó nồi 8 lít cơ mà, chứ không phải là nồi bé đâu.
Đây này, nồi 8 lít, đường kính nồi là 28 cm nhá. Giá đang xả kho là 140.000 một chiếc nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là nồi bí ngô, giảm giá xả kho sập sàn luôn với cái mã này luôn. Đấy các bác tranh thủ chốt nhanh luôn nhá. Về mình sắm Tết mình mua về. Đấy luộc gà, luộc vịt và những cái đồ to to vào đây rất ok. Và có thể sử dụng bếp từ các bác nhá. Đấy, dùng bếp từ cho em ok luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác một cái mã hàng rất là hay. Đấy thì về các bác sử dụng tập thể dục này. Đấy, xoay eo xiếc này. Tết đã đến nơi rồi, mình cầm cái form dáng vóc dáng thật là đẹp tuyệt vời này. Đấy, eo yếc là thon gọn này. Đấy, đặc biệt là chị em phụ nữ nhá, mặc áo dài yếc đi chơi Tết mà bụng hơi phệ thì cũng hơi xấu. Đấy, mình mua cái này về. Các bác cho lên các bác xoay cho em, eo yếc đẹp ngon này như người bác ơi luôn. Cực kỳ là dễ dùng mà giá rất là bình dân thôi. Vừa tốt cho sức khỏe mà eo thon dáng đẹp nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái xoay eo. Đấy, xoay eo nhá. Cái này thì em báo giá luôn 40.000 một chiếc thôi nhá. 40k một chiếc xoay eo nha. Đấy, 40k một chiếc nhá. Đấy, các bác nào muốn một cái vóc dáng thật đẹp thì mua cho em cái con này về, rất hay luôn. Đấy, ở đây thì nó có những cái phần gai nó lên này. Đấy, các bác vừa lên đây các bác xoay này, vừa xoay này, và các bác vừa massage được cái lòng bàn chân. Đấy, lòng bàn chân thì đặc biệt là rất nhiều dây thần kinh. Đấy, thì các bác lên đứng lên đây các bác xoay thì vừa xoay được eo, vừa massage được cái khu vực bàn chân nhá. Đấy, để nó kích thích cái dây thần kinh. Đấy, giúp lưu thông khí huyết này. Đấy, đả thông kinh mạch này. Đấy, rồi là nói chung là rất là tốt cho sức khỏe luôn, rất ok. Đấy, các bác chỉ việc đứng đây các bác xoay thôi, rất ok luôn nhá. 40k một chiếc nhá. 40k một chiếc đây, để em gọi người mẫu nhà em quay cho bác coi. Đây này, quay đây này, khi mà người mẫu nhà em quay này. Đấy, thì các bác cứ đứng đây các bác quay thôi. Đấy, cứ quay này. Đấy thì eo ót là thon gọn ngon lành ngay, rồi là vừa quay vừa massage chân nhá, rất ngon lành luôn. Đó, tiện dụng mà nó rất là dễ sử dụng ạ. Đó, đi lên mã cho em sẽ là sản phẩm là xoay eo nhá. 40k cho một chiếc xoay eo này, 40k một chiếc. Là việc chốt nhanh luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con máy sấy giày này. Đấy, đợt này bắt đầu đang vào mùa ẩm này. Đấy, đặc biệt là miền Bắc mùa ẩm này. Đấy, mùa mưa xảy ra liên tục. Đấy, tình trạng là giày giếc các bác là rất hay bị ẩm ướt. Đó, rồi là ví dụ ngày Tết gần nhất đến nơi rồi, giày giếc không khô được thì các bác mua ngay cho em con máy sấy giày này về. Rất tiện dụng luôn. Đó, các bác về chỉ việc cắm vào, xỏ giày vào là các bác sử dụng thôi, rất hay. Đây, thì về các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 này. Đấy, sau đó các bác mở trên cái phần khung lên. Đấy, cắm trực tiếp cho em giày hoặc là tất vào đều được nhá. Đấy, các bác có thể sấy giày hoặc là các bác sấy tất đều được nhá. Cắm vào đấy. Sau đó các bác bật cái đồng hồ đây, nó có phần hẹn giờ này. Đấy, hiện tại thì đang là 30 này, 60, 90, 120. Đấy, các bác ví dụ các bác để 90 thì các bác xoáy em về 90 này. Đấy, hoặc về 120. Ví dụ giày nó ướt thì các bác để về 120. Và khi mà nó sấy nó sẽ tự động nó chạy cái đồng hồ này, và khi mà hết thời gian thì sẽ tự động là nó nảy về. Các bác nhá, tự động là máy nó sẽ ngắt nhá, rất hay. Đấy, con này thì nói chung là dùng khá là hay và cũng cực kỳ là hữu ích luôn. Đó. Các bác giặt giày là các bác chỉ việc để trong vòng tầm 120 phút thôi là giày khô cong luôn. Đấy, khô kính cong luôn và rất là thơm. Nó có cả công nghệ diệt khuẩn khử mùi nữa nên là dùng rất là tốt nhá. Đấy, mà giá thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con máy sấy giày nhá, máy sấy giày. Máy sấy giày giá của nó thì bữa trước đang bán là 250.000, cho em về đây bác mức giá rất tốt luôn. 180.000 một chiếc nhá, 180k một chiếc máy sấy giày này, 180.000 một chiếc, rất hay. Đấy, 180k, hàng hãng cực kỳ chất lượng luôn. Đó, rất dễ sử dụng nhá. Cắm trực tiếp nguồn 220, xét cho em thời gian. Đấy, để trong vòng 30 phút thì các bác nhìn ở đây. Đấy, quay cho em. Đến cái đấy là các bác cứ để đấy tự động là nó sẽ chạy hết thời gian, là tự động là nó sẽ ngắt, có thế thôi, rất hay luôn. Đấy, và lúc nào dùng xong thì các bác lại gập nó vào. Gập vào rất gọn gàng. Đấy, để rất gọn gàng, ok luôn. Mình có thể là sấy giày, sấy tất cho em ok luôn nhá. 180.000, xả kho bán anh luôn nhá. Lên mã giúp em sẽ là máy sấy giày nhá, 180k. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, dùng rất ok luôn. Đây các bác cùng coi này. Này làm sao bạn đi được đây? Tôi sẽ sử dụng máy sấy giày bằng hơi nóng. Những đôi giày vừa được ngâm nước cũng có thể được làm khô nhanh chóng. Sử dụng khí nóng với nhiệt độ cao, giày sẽ khô nhanh và đảm bảo giày ẩm ướt dễ bị bốc mùi và ẩm mốc. Hãy đặt giày lên máy sấy. Bạn có thể hẹn giờ cho máy tự tắt, sản phẩm có thể gấp gọn. Vậy bạn đã có sản phẩm chưa? Giày ướt như đó, này làm sao bạn đi được đây? Rất ok. Các bác chỉ việc là máy sấy giày, lấy giày, sau đó là các bác bật máy và các bác xỏ giày lên cái hai cái lỗ ấy, hai cái đường ống nó chổng lên đấy. Các bác cắm vào đây, các bác nhìn này, nhìn trên video nó cắm lên này. Đấy là cứ thế là các bác cắm vào là các bác xà thôi, rất hay, dễ sử dụng. Chỉ việc là hiện giờ và cứ để đấy là tự động nó sẽ ngắt nhá. Đó, rất hay luôn. Lên mã em sẽ là máy sấy giày nhá, đang xả kho bán anh ra luôn. 180.000 cho một cái con máy sấy giày nha.
Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho cái mã hàng luôn, đó là cái cây đèn nấm nhá, đèn nấm đèn ngủ đây. Lên mã em xem cái cây đèn nấm có đèn ngủ đây được. Đấy, đèn nấm, đèn ngủ đây được nhá. Đèn ngủ nấm đấy các bác nhá, đèn ngủ nấm. Em báo giá luôn, bữa trước đang bán cho bác là 40.000, hôm nay em về bác giá rất tốt luôn, bán giá lãi tình cảm thôi. 15k cho một cái cây đèn nấm nhá. 15k một cây, dùng rất là hay. Đây, nó là dạng đèn ngấm đủ nhá. Nó có cái chức năng cảm biến là tự động là ban ngày nó sẽ tắt đi và ban đêm tự động nó sẽ bật lên. Để về các bác cắm vào phòng ngủ các thứ này. Đấy. Ok luôn. Đấy, tự động là đây nó có mắt cảm biến này, tự động ban ngày là nó sẽ tắt đi và đúng rồi, ban ngày tắt đi và ban đêm là tự động nó sẽ bật lên nhá, dùng rất hay luôn. Giá thanh lý xả kho đấy bác luôn. 15k một cây nhá, 15k một cái cây đèn ngủ nấm nhá, 15k một cây. Đây nhá, đấy khi mà về các bác dùng thì nếu mà các bác muốn test thì các bác để tay đây. Đấy, để tay các bác bịt kín cái phần mắt cảm biến ở bên này này. Đấy là tự động nó sẽ sáng lên, các bác bỏ tay ra cái nó sẽ tắt đi nhá. Đấy đây, rất ok luôn. Đấy, nó cảm biến rất hay nhá. Đấy, nó là cái nó có cái chức năng cảm biến rất ok luôn. Đấy, về các bác sử dụng cắm làm đèn ngủ thứ ok luôn nhá. 15k một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái mỏ hàn tự động này. Lên bác xem cái mỏ hàn tự động, cái con này mỏ hàn này tự động nó sẽ ra thiết nhá, dùng rất hay luôn. Con này công suất của nó sẽ là 150W này. Đấy, dòng mỏ hàn của Nhật nhá, made in Japan, cực kỳ xịn, chất lượng luôn. Sử dụng nguồn 220 nhá, hàng Nhật xuất nên sử dụng nguồn 220. Đây. Đấy. Made in Japan rất ok, sử dụng nguồn 220 và cái công suất của nó sẽ là 150W nhá. Đấy thì bác nào mà hay hàn hay run tay ấy, để bác mua ngay cho mấy con sản phẩm về. Cái con này là các bác không cần phải cầm thiếc, mỗi lần các bác cầm cái gì dí thiếc là các bác hay bị tay run ấy, là hay bị bong mũi hàn. Đấy các bác mua cho em con này về thì khi mà mua về thì các bác cho cái thiếc này vào này, đây này. Đấy, ví dụ đây em lấy một cái cuộn thiếc làm mẫu cho bác này. Đấy thì các bác kéo vuốt cho em cái dây thiếc cho nó thẳng đi. Đấy, sau đó là các bác cho vào cái lỗ này. Đấy thì một tay đồng thời là các bác tay vào tay ấn vào đây, các bác ấn vào đây nhá, và bắt đầu một tay đồng thời các bác xỏ cho em cái dây thiếc vào đây. Đấy, đồng thời xỏ cái dây thiếc vào đây. Đấy thì thiếc nó sẽ ra đầu này nhá, khi mà xỏ xong thì thiếc sẽ ra đầu này. Và khi mà các bác hàn lên đâu thì các bác sẽ bấm cho em lên đấy nhá. Đấy, hàn lên đâu mà thiếc nó hết lên đâu thì các bác sẽ bấm cái công tắc này. Đấy thì thiếc nó sẽ nhà ra từ từ. Đấy thì các bác sẽ cứ đến đâu là các bác mình sẽ hàn đấy. Đấy thì thiếc nó tự chủ động là nó sẽ ra lỗ này luôn, rất là ok. Đấy, các bác không cần phải cầm thiếc, nhưng mà khi mà con này nó thiết kế là nó đã thiếc nó sẽ đùn ra từ đây rồi. Đấy thì các bác cứ thế đấy, các bác ấy nó sẽ đùn ra thôi. Đấy, và nó có công tắc nguồn đấy nhá, công tắc nguồn thì lúc nào dùng nó các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi, có thế thôi, rất ok. Đấy, đây là phần dây nguồn này. Đấy, nguồn 220 cắm trực tiếp nguồn 220 là sao thôi. Đấy, công suất 150W là các bác dùng khá là khỏe luôn đấy, khỏe cực kỳ luôn đấy, nóng rất là nhanh và rất ok luôn. Hàng Made in Japan nhá. Lên mã em sẽ cảm phẩm cái cây mỏ hàn thiếc, mỏ hàn tự động nhá. Cái lên mã em sẽ là cái mỏ hàn thiếc tự động. Đấy, mỏ hàn thiếc tự động. Bên em đang bán một cây mỏ hàn thiếc tự động này với giá là đi 130.000 nhá, 130.000 mỏ hàn tự động này. Mỏ hàn tự động 130k một cây nhá, 130.000 một cây mỏ hàn tự động của Nhật rất xịn nha. Đấy, về các bác chỉ việc luồn thiếc và sau đó cũng bấm là thiếc ra đi. Trên quay còn lại thì cái phần này các bác cắm nguồn 220 bật công tắc lên là xài thôi. Đấy, nóng rất là nhanh. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng, đó là cái cây cà lê vận ống này. Lên bác sẽ cái cây cà lê vận ống nhá. Cái cây này về các bác dùng để vận ống nước thứ rất ok. Đấy, những cái ống nước ở nó ở trong gầm ấy nhá, trong gầm ấy nó rất là khó lách được những cái con cà lê bình thường mà, thì các bác mua ngay cho em mấy con này về. Đây này, đấy, nó có những cái khuôn hình con ốc này, 21-27 thứ là các bác vận ok. Đấy, và nó có chỉnh các cỡ thứ này ở đây là ok luôn. Đấy, về các bác luồn vào cái phần chậu rửa bát thứ là những cái chỗ mà ngóc ngách các bác không thể vặn được thì bác cho ngay cái con này vào các bác vặn này. Đấy, nó gồm rất nhiều những cái mẫu kiểu là khuôn khác nhau để nó khớp với lại cái chậu, những cái con ốc ở ví dụ như là chậu rửa bát, bồn rửa mặt các thứ, là những cái chỗ ở gầm các bác khó tiếp cận thì các bác dùng cho em con này. Đây, nó có cả cái ly vô này. Đấy, ly vô đánh thăng bằng này, ok luôn. Về các bác dùng dao này rất hay. Đấy, cà lê vận ống nhá. Lên mã em sẽ cái cà lê vận ống, bên em đang gửi bác một cái bộ cà lê vận ống nha, với giá sẽ là đi 100.000 một cái nhá, 100k một cái cây cà lê vận ống nha. Đấy, một bộ của nó là 100k. Đấy, hàng bãi dùng cực kỳ xịn luôn. 100k nhá, 100k. Lên mã em sẽ cái cây cà lê vận ống nhá, 100k cây cà lê và đống màu đỏ đấy. Các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này, dùng rất hay luôn. Con rửa nhà bạn đã bị đây. Hỏng mà đồ nghề trong nhà lại chẳng có cái lò vừa thì có lẽ đây là một dụng cụ mà bạn đang cần, một chiếc cà lê đa năng vặn dây nước. Nó được sinh ra để vặn các con ốc khó tiếp cận như dưới bồn rửa, các con ốc trong nhà vệ sinh, nhà tắm mà không lo bị xoắn đứt dây. Đó là cái lọ tinh dầu khách sạn này. Lên mã sẵn cái lọ tinh dầu khách sạn nhá. Hàng của khách sạn Thanh Lý nhá, Hotel Seri này. Đấy, rất thơm luôn, cực kỳ thơm nhá. Về đấy các bác mình để
trong phòng trong nhà. Đấy, tạo mùi thơm hương thơm cũng như là decor nhìn rất là đẹp luôn. Đây, hàng nguyên hộp nha. Đấy. Thì sẽ gồm có là một cái lọ tinh dầu này. Đấy, đi kèm là những cái que, những cái que để các bác trang trí decor lên nhìn rất là đẹp. Đây nha, đây những cái que này. Và một lọ tinh dầu rất là nhiều luôn. Đó, màu đen luôn nhá, màu đen. Đây. Hotel Seri này. Cái này thì chắc là nhiều bác đi khách sạn nhà hàng các bác hay nhìn thấy cái lọ nước hoa này rất là thơm luôn. Đấy. Và một cái dây đeo. Đấy thì về các bác đeo cái dây này vào này, sau đó các bác cắm những cái que này vào và những cái que này nó ngấm dần tinh dầu lên thì nó sẽ tự động nó bay lên nhá. Nó bay mùi tinh dầu lên rất là thơm. Đó. À, đây thì khi mà các bác cắm vào nhìn nó sẽ như này nhá. Đấy, nó sẽ có những cái que nó chồng lên nhìn nó vừa đẹp quá nhá, vừa đẹp cũng như là trang trí mà tạo được mùi thơm. Đấy, mùi thơm nó bay ra từ từ thăng thoảng rất là thơm luôn. Mùi thơm thăng thoảng nhẹ nhàng nhá. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra mùi thơm thoải mái nha. Giá bên em đang bán bình dân thôi, 20k nhá, 20k cho mỗi hộp tinh dầu khách sạn nha. Đấy, tinh dầu khách sạn lên mã cho em giúp em sẽ là sản phẩm tinh dầu đen cũng được. Đấy, tinh dầu đen hoặc tinh dầu khách sạn là được. Tinh dầu khách sạn này đang gửi bác là 20k nhá, 20k một cái lọ tinh dầu khách sạn nhá, 20k một lọ. Đấy, tinh dầu khách sạn hoặc là tinh dầu đen. Hàng thanh lý khách sạn nhá, Hotel Seri, hàng mới keng, vẫn còn nguyên đai nguyên quyển nguyên hộp luôn. Đấy, rất ok nhá, mùi rất là thơm. Đấy, mình về mình để thơm phòng thơm nhà. Các bác cần chỗ nào thơm thì các bác để cái lọ này vào xem, rất là thơm luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng đó là cái quyển sách nói song ngữ cho trẻ em này. Đấy, các bác mua cái quyển sách này về rất là hay. Đấy, quyển sách nói song ngữ dành cho trẻ em nhá. Một cái quyển cực kỳ là thông minh và rất là hữu ích luôn, các bác mua về cho cháu mình học tập này. Đấy, cái này thì bảng nhận phát triển trí tuệ con trẻ là trợ thủ tuyệt vời cho con này. Đấy, minh họa sinh động này, hứng thú này. Đấy, sản phẩm từ kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm nhé, hướng dẫn tuyệt vời giúp bạn nhập môn nhanh chóng này. Muốn học ở đâu thì bấm vô đó. Đấy. Bảng nhận biết chữ cái song ngữ này, kiến thức toán học này, từ ngữ thông dụng thực phẩm này, nhận biết màu sắc và hình học này, thế giới động vật và phương tiện giao thông. Qua việc bấm nút ở mỗi trang có thể thưởng thức nội dung của bất kỳ trang đó với chủ đề phong phú bằng chữ cái và hình dạng màu sắc thế giới động vật, hoa củ quả phương tiện giao thông, nhu yếu phẩm, nhân vật, tất cả đều có chủ đề song ngữ. Đấy, cả tiếng Anh và cả tiếng Việt nhá, rất ok, giúp bé học ngoại ngữ một cách tốt nhất này. Đấy, qua việc bấm chọn nút ngôn ngữ có thể biết hàm nghĩa trong hai loại ngôn ngữ của hơn 300 nội dung. Đó, cái này thì nói chung là một cái quyển sách vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh thôi nhá, và gồm rất nhiều nội dung xoay quanh đời sống, cuộc sống của chúng ta nhá. Đấy, dành cho các bé như mình. Đấy, sản phẩm thì đây. Về đây các bác sử dụng thì các bác mở cái phần nắp này ra này. Đấy, các bác mua cho em 3 viên pin nhá. Hàng này thì bên em bán nó không có kèm pin đâu. Về thì các bác tự mua pin các bác lắp vô. Đấy thì khi mà các bác mua về thì các bác lắp cho em 3 viên pin vô đây. Đấy, lắp 3 viên pin vô đây. Sau đó là các bác mở sách ra, các nhá, mở sách ra. Đấy thì nó sẽ gồm có rất nhiều nội dung khác nhau này. Đấy, từ phiên âm tiếng Việt này, rồi là có phiên âm tiếng Anh các thứ này, đầy đủ bác luôn. Đấy, nhu yếu phẩm này, rồi là trái cây này, đấy, nhân vật này, toàn bộ là đều được minh họa bằng hình ảnh cũng như là âm thanh rất là chân thực nhau nhá, rất là chân thực luôn. Đấy, để các bé nhà mình sử dụng để học tập này. Đấy, rồi là tránh xa điện thoại, tivi thứ ra. Đấy, có cháu mình tập trung học tập nhá. Đấy, đi về các bác sử dụng thì bấm cái nút nguồn này. Đấy, bấm cái nút nguồn. Đấy. Đấy thì về đầu tiên bắt đầu là các bác nhìn thấy nó sẽ có hai nút nguồn nhá. Có nút nguồn màu xanh thì sẽ là cái nút nguồn để mở nguồn sách này. Các bấm nút nguồn màu xanh là đầu tiên khi mà các bác mở sách ra thì sẽ bấm cho em vào cái nút nguồn màu xanh. Bé ơi, chào bé, hãy thử nhấn nút nhé. Đấy thì nó sẽ có một cái loa phát âm thanh và tiếp theo thì là một cái nút nguồn bên cạnh, đó là cái nút của từng trang một nhá. Đấy, ví dụ là các bác muốn sử dụng cái trang này thì các bác bấm vào đây cho em. Đấy thì bắt đầu là các bác sẽ sử dụng được cái trang này nhá. Ví dụ như E này. E quả me. Đó rồi. I con chim. Đó, thấy không? Nó sẽ có các bác bấm vào cái nội dung nào thì nó sẽ nói lên cái nội dung đấy nhá, cũng như là có hình ảnh minh họa thực tế đầy đủ luôn. Đấy, và ví dụ sang trang tiếp theo nhá. Thì các bác muốn sử dụng cái trang tiếp theo thì các bác ấn vào cái nút màu cam cho em này. Đấy thì bắt đầu là các bác mới sử dụng được trang tiếp theo. Còn ví dụ như là các bác muốn sang một trang tiếp theo nữa. Quạt điện. Sang một trang tiếp theo nữa thì các bác phải bấm nút màu cam này. Đó. Đấy, tức là các bác cứ sang một trang mà các bác muốn chuyển nội dung mà sang một trang mới thì các bác phải bấm nút màu cam cho em. Đấy, còn mặc định cái nút màu xanh thì nút nguồn của cái quyển sách ngồi thì các bác bấm một lần cho em là ok. Đấy, và nó sẽ gồm có đầy đủ. Khi mà các bác bấm một nội dung nào thì nó sẽ tự động là ra nội dung đấy các bác nhá. Lion. Đấy, cái này em chưa bật cái trang này thì bây giờ các bác phải bật lên. Đây. Họa sĩ. Đó. Giáo viên. Đó, đây. Nhà khoa học.
bác sĩ. Đó đây không, rất ok nhá, đầy đủ luôn. Để về các cháu nhà mình học tập thì cứ về các bác sử dụng một vài lần là các bác quen thôi. Giá rất là bình dân, hạt rẻ. Lên mã giúp em sẽ là quyển sách nói nhá. Đấy, quyển sách nói song ngữ dành cho các bé này mình. Giá thì em báo giá luôn, giá tại em đang bán sẽ là 110k nhá, 110k. Đấy, sách nói song ngữ nhá, 110k cho một cái quyển sách nói song ngữ này, chỉ có 110.000 thôi. Đấy, đi về các bác mua cho em 3 viên pin đấy, các bác lắp vào mặt đằng sau. Đấy, sau đó các bác dở ra và các bác bấm nút đúng như em hướng dẫn em vừa quay nhá. Đấy là các bác cho các cháu nhà mình học. Đấy, rất ok luôn. Đấy, đầy đủ hình màu sắc này, hình ảnh này. Đấy, rồi là âm thanh rất là chân thực luôn, để về các cháu nhà mình học tập sử dụng rất là sáng tạo nhá. Đấy, tiếp thu kiến thức một cách rất là tốt, tránh xa điện thoại tivi. Nói chung là một cái sản phẩm rất là bổ ích cho các bé nhà mình nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên mã xả kho luôn bác, mã hàng đó là cái con máy xay mini này. Đấy, máy xay rớt các bác mua về. Đấy, chuẩn bị mình Tết nhất này đến nơi rồi. Đấy, các bác mua cái con này về rất là hay luôn. Các bác dùng để xay tỏi, xay ớt, xay hành. Đấy, xay gia vị, gia giảm cho mình, xay rau củ quả ok luôn nhá. Con này cực kỳ sắc bén và xay rất là hay. Cái sản phẩm này là cái con máy xay nó chạy bằng pin ạ. Đấy, nó không cần dây dọ gì lằng nhằng. Đấy, và các bác khi mà hết pin thì các bác phải cắm sạc hoặc là các bác xài thôi. Đấy, cái hay của sản phẩm này nó không cần dây dọ gì lằng nhằng ạ. Đó, rất là hay luôn. Đây, một con sản phẩm này nguyên hộp này, mới keng luôn nhá. Nó sẽ gồm có là một cái phần củ xay này. Đấy, đây là cái nút nguồn nhá. Bấm vào đây là máy chạy này, máy chạy chạy cực kỳ khỏe luôn. Đấy, và bên dưới thì là một cái phần nắp đậy này. Rồi là lưỡi dao nhá. Lưỡi của nó sẽ là ba lưỡi nhá, nên là xay rất là đều và cực kỳ nhuyễn. Lưỡi thì bao sắc bao sáng luôn. Các bác mua về xay rau củ quả này, xay hành tỏi rồi các thứ rất là nhuyễn. Đấy, mình ví dụ như mình làm tí nem nước, mình pha tí nước chấm, đấy cho tí hành, tí tỏi, tí ớt vào đây, xay cực kỳ nhuyễn luôn. Đấy, và cái sản phẩm này thì nó có pin sẵn tích ở trong này rồi nhá. Đấy, thì các bác về là chỉ việc dùng thôi, còn khi mà hết pin thì đây đi kèm nó sẽ có một cái cọng dây cáp sạc, các bác cắm vô đây. Đấy, cắm vô cái phần chân cắm vào đó này. Đấy, cắm vào đây, sau đó là các bác cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, hoặc là có cái nguồn 5V 2A mà chân USB là các bác cắm vô là các bác có thể sạc được cho cái máy này rồi. Đấy, sạc một lần nhưng mà được dùng được rất là nhiều lần nhá, rất là hay luôn. Đó. Thì em báo giá luôn. Nay em lên mã sẽ xả kho cái mã sản phẩm luôn nhá. Đấy, bữa trước thì em đang bán cái con máy xay mini, máy xay tỏi ớt nha. Với giá thì sẽ là 100k, nay em giảm luôn bác, giá thì còn có 70k thôi. Lên mã em sẽ có con máy xay mini. Đấy, máy xay mini xay tỏi ớt luôn nhá. Đấy, giá bữa trước đang bán là 100k, nay về bác mức giá rất dễ mua luôn. Giá chỉ còn có là đi 70.000 thôi, 70k. Đấy, vào việc chốt nhanh luôn, rất là hay. Đây cho bác coi cái video thực tế về sản phẩm này, dùng cực kỳ ok luôn, xay rất nhuyễn đây. Các bác cùng coi sản phẩm này. Ok, bây giờ thử xay tỏi với cái máy này nha. Khá là nhuyễn nha. Cái này mà bằng tay chắc cũng phải 5 phút mới được như vậy á. Và chiếc máy này xay rất nhuyễn nha. Xay hành cũng rất là ok nha, cực kỳ đơn giản. Để test độ mạnh của máy này thì mình sẽ xay cà rốt cho các bạn xem. Xay cà rốt nha, xay luôn cà rốt miếng rất to. Nhìn xem 100 cành nè, đáng tiền chưa? Máy xay mini này thì chỉ có 4 phần đơn giản. Phần máy chỉ với một nút bấm, nắp đậy và một cái cối nhựa và một cái lưỡi dao 3 tầng cực kỳ bén luôn nha. Tiện hơn nữa là cái máy cầm tay này nè, sạc một lần thì xay tỏi ớt cả chục lần chưa hết pin nữa. Thiết kế của máy này đơn giản nhưng mà rất là tiện lợi nha. Các bạn cần vệ sinh thì chỉ cần gỡ cái máy ra và chỉ cần vệ sinh cái phần nắp này và vệ sinh lưỡi dao cũng như là cái phần cối bên dưới là xong. Về độ bền thì chiếc máy này mình mới dùng chưa lâu cho nên mình chưa kết luận được, nhưng mà với 100k mà chiếc máy nó xay hiệu quả như thế này thì rất đáng để thử nha các bạn. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, xay hành, xay tỏi, xay ớt, xay cà rốt rất là cứng đấy, nó vẫn có thể xay được ngon lành luôn nhé các bác nhá. Đấy, một con máy rất là hay. Đấy, giá thì bình dân nó chỉ có 70.000 thôi. Mình mua về mình dùng rất là tiện. Đấy, đôi lúc các bác không cần phải lôi thớt lôi thiếc ra băm chặt giờ cho nó mất công. Tháo đây cái mình xay rất là nhuyễn. Đấy, ra là mình sử dụng mình xài luôn. 70k nhá, đang xả kho bán nhanh luôn. Máy xay mini nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái túi giấy lau giày này. Đấy, túi giấy lau giày dành cho các bác chuyên đi lau giày này, hoặc các bác đi chơi đi du lịch mình để một cái túi này trong túi sách các thứ ba lô này. Đấy, ví dụ như giày có bẩn cái là mình lôi ra mình xài luôn. Đấy, con này thì các bác chỉ việc bóc vào đây rồi. Đấy, bóc vào cái lớp này ra, sau đó các bác rút ra, các bác sử dụng, các bác lau luôn, rất là sạch luôn. Đây, đấy, lau rất sạch. Đấy, các bác bóc vào ra thì bên trong thì nó sẽ có một cái này là có 30 tờ này. Đấy, 30 tờ khá là to luôn. Đấy, các bác chỉ việc lấy ra sau đó là các bác lau thôi. Đấy, mùi rất là thơm nhá. Mùi cực kỳ thơm luôn, và bên trong này thì nó đã tẩm những cái chất gọi là vừa làm bóng này cũng như là vừa tẩy sạch tẩy rửa này. Đấy, các nhìn này. Đấy, vừa làm bóng vừa tẩy sạch tẩy rửa hết rồi. Các bác chỉ việc dùng cái giấy này các bác lau qua lượt cho em cái rất là sạch luôn. Đấy, thì các bác cứ lên mã em sẽ là cái phẩm là cái túi khăn lau giày nhá, túi khăn lau giày nhá, túi khăn lau giày. Đấy, bên em đang bán lẻ một bịch khăn lau giày nha. Với giá là đi
20k bịch nhá, 20k bịch. Còn nếu mà khi mà các bác lấy theo combo 3 bịch thì giá sẽ tốt hơn. Đấy, khi mà các bác lấy 3 bịch thì bên em sẽ để bác giá sẽ là đi 3 bịch khăn lau giày này với giá sẽ là 50.000 nhá. 3 bịch khăn lau giày. Đấy, 3 bịch khăn lau giày thì sẽ có giá là 50k thôi nhá. Còn nếu các bác lấy lẻ một bịch, đấy một bịch thì sẽ có giá là 20k, rất là sạch luôn, lau cực kỳ ok. Đấy, cho các loại giày sneaker nữa, giày vải, giày da thứ lau hết luôn. Mà rất là tiện. Mình mang đi mang lại cũng ok. Đấy. Nó nhỏ gọn tiện lợi dễ sử dụng nhá. 20k một gói thôi, giá rẻ giật mình luôn. Lấy 3 gói là 50.000. Các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, túi khăn lau giày nhá, lau cực kỳ sạch luôn, dễ dàng vệ sinh, rất tiện dụng luôn. Đấy, làm được với mọi loại vết bẩn nhá. Đấy, rất là sạch sẽ, phù hợp với mọi loại da. Đấy, sản phẩm này thì thực tế em đang bán đây 20k một túi nhá. Các bác lấy 3 túi thì sẽ là 50.000. Lên mã em sẽ là cái túi giấy lau giày. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ sạc ắc quy. Đi tại bên em nó có hai mã là bộ sạc 24V và bộ sạc 12V nhá. Toàn bộ hàng này thì của hãng Foxua. Đấy, một trong những thương hiệu chuyên về những cái bộ sạc ắc quy này rất là nổi tiếng rồi. Và hàng này thì bên em bán rất nhiều, và hàng bên em thì nó luôn là hãng này thì nó có bảo hành luôn nhá, nên có yên tâm. Đấy, dùng hàng này có bảo hành luôn. Đấy, dùng thì cực kỳ ok và rất là chất lượng luôn. Và dòng này thì nó là dòng sạc đời mới nhá, dòng sạc điện tử ạ. Đấy, dòng sạc điện tử và cực kỳ nhiều những cái chế độ rất là hay trong một cái bộ sạc nha. Đấy, hàng này thì em nói luôn, nó đến tại thị trường của China cũng nhá, của Trung Quốc cũng nhá. Đấy, nó luôn, nhưng mà Trung Quốc như xuất đi rất nhiều nước này, ví dụ như là Anh này, rồi là có Pháp này, toàn là thị trường khó tính, như Tây Ban Nha này. Đấy, Đức này, Germany này. Đấy, nó các bác nhìn, chỉ cần nhìn với quyển sách thì rất là các bác biết đi, nó xuất đi những cái nước nào. Vì đây Russia này, vì nó Italia này, vì nó để ấy mà, nó để những cái ngôn ngữ của những cái nước nó xuất sang để làm hướng dẫn mà. Đấy, bộ này là bộ 12V này, thì đây đấy, bộ 12V này nó sẽ gồm có là một nguồn vào nhá, có quạt tản nhiệt đầy đủ với bác luôn. Đấy, có quạt tản nhiệt luôn nhá, nguồn là nguồn 220 nhá. Và nguồn ra của nó đây, nguồn ra thì sẽ là nguồn 12V. Và cái con sạc 12V này thì cái ampere của nó sử dụng là từ 4A cho đến 100A nhá. Nói chung là những cái dạng bình ô tô, bình xe máy dạng nhỏ vừa là ok. Đấy, các bác sạc là ok. Nói chung là các bác về các bác cứ nhìn cho em là cái bình nhà mình nó sử dụng điện áp từ bao nhiêu này. Nếu mà trong sử dụng phạm vi là từ 4A này cho đến 100A là cái sản phẩm này là nó sẽ sạc được nhá. Cái này sạc được này. Đấy. Còn nếu mà lớn hơn thì các bác có thể tham khảo cho em con 24V này. Đấy. Còn cái con này là con 12V nhá. Đây em mở luôn cho bác cái con 24V này. 24V thì nhìn nó cái thân của nó sẽ to hơn con 12V chút này. Đấy, nhìn nó sẽ to hơn. Đó, đây. Con này là con 24V nhá. Con này là từ 8A nhá cho đến 150A. Đấy, 8A 150A. Đó, đây. Thông số kỹ thuật đầy đủ luôn nhá. Đấy. Hàng của Foxua nên nói chung là dùng cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, sẽ gồm có là một nguồn vào và hai đường ra. Hai đường ra thì nó sẽ có là phân biệt âm dương để các bác biết là các bác kẹp luôn. Nhưng mà cứ yên tâm đi, còn những cái dòng này nó là dòng đời mới thì các bác cứ kẹp cho em thoải mái. Kẹp nhầm cực thì nó sẽ báo lỗi nhá, và máy nó sẽ không chạy. Và khi nào mà các bác kẹp đúng cực thì bắt đầu là máy nó mới chạy nhá. Và hai cái sản phẩm này là toàn bộ đều có màn hình hiển thị LCD trên này, nó sẽ báo về nhiệt độ bình này, rồi là phần trăm pin là đầy hay chưa để biết lối này. Đấy, cũng như là các bác sạc điện áp nó đang vào là bao nhiêu. Đấy, rồi sản phẩm này thì toàn bộ thì sẽ được sạc là tự ngắt khi đầy nhá. Hai con này đều tự ngắt khi đầy, nghĩa là bình của bác đầy thì nó sẽ ngắt thôi nhá, tự động là nó sẽ ngắt luôn, nó sẽ không sạc nữa, để tránh tình trạng là bình của bác sạc lâu quá nó bị chai thì nó tự động nó sẽ ngắt hết luôn. Đấy, ngắt toàn bộ nguồn luôn, không nó không cấp nguồn nữa, nó sẽ không sạc được nhá. Đấy, không sạc luôn. Và thứ hai là nó có chức năng là chống ngược cực này. Đấy, khi mà các bác kẹp ngược cực thì nó chỉ báo lỗi thôi mọi nhá, nó báo lỗi lúc nào mà các bác kẹp đúng cực thì bắt đầu là máy nó lại hoạt động trở lại. Còn nếu mà các bác kẹp ngược cực là tự động máy sẽ báo lỗi và nó sẽ dừng không hoạt động luôn, rất thông minh luôn nhá. Chế độ thứ ba là chế độ khử sulfat phui khôi phục bình. Đấy, thì khi mà các bác dùng cái sản phẩm này thì theo nhà xuất công bố thì nó sẽ tự động khử sulfat cũng như là khôi phục lại bình thôi nhá. Đấy, ví dụ như bình các bác dùng lâu thì nó sẽ tự động nó khôi phục lại cũng như là nó khử sulfat để nó tăng tuổi thọ của bình nhá. Nói chung là toàn những cái sản phẩm, toàn những cái ưu điểm của nó thôi. Đấy, ưu điểm thôi. Nói chung là nó khắc phục từ những cái sản phẩm đời cũ, nó cho ra những cái dòng sản phẩm sạc điện tử, sạc điện tử nhà rất là hay luôn. Đấy, thì em báo giá luôn nhá. Lên mã em sẽ cái con sản phẩm là cái con sạc 12V và con sạc 24V. Đấy, con sạc 12V hiện tại em đang có giá là đi 12V hiện tại đang có giá là đi 190.000 nhá, 190.000. 190k này. 190k thì các bác cứ lên mã em xem cái bộ sạc 12V của Foxua.
Đấy, điện áp từ 4W cho đến 100W thì là 190.000. Còn cái con này hiện tại em đang giảm giá này. Con này bữa trước đang bán là 350.000, hôm nay em giảm luôn bác, giá chỉ còn có 280.000 thôi. 280.000 nhá, 280.000 cho một con sạc 24V này. Đấy, con sạc 24V thì là 280, còn cái con sạc 12V thì là 190 nhá. Đấy, nó chênh nhau 100.000. Cái này thì các bác sạc cho những dạng bình to hơn. Đấy, ví dụ như là bình ô tô, những cái bình to, bình 24V thì các bác dùng cái con này. Còn nếu là sạc dạng xe máy cái miếc nhỏ nhỏ thôi thì các bác sạc cho em cái con 12V này được này. Đấy, ok luôn nhá. Đấy. Hàng hãng, hàng của Foxua nên là có thể dùng yên tâm. Đấy, có lỗi lầm các thứ gì các bác cứ liên hệ bên em sẽ đổi trả bảo hành cho bác nhá. Nên rất ok. Đấy, nói chung cực kỳ xịn luôn. Toàn những cái sản phẩm chức năng ưu việt thôi. Đấy. Tự ngắt này rồi là chống ngược cực này, khử sun phát, khôi phục bình, toàn những chức năng ưu điểm nhá, dùng rất thích luôn. Theo thì cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái lô đũa Hàn Quốc này. Lên mã cho cái sản phẩm là cái lô đũa Hàn Quốc nhá. Đấy, hàng của Korea Design này. Đấy, rất xịn sò luôn. Một cái vỉ đũa Hàn Quốc này sẽ gồm có cho bác là 10 đôi. Đấy, phần đầu nó được mạ vàng rất đẹp luôn. Đấy. Cái đũa này em nghĩ chắc là nhiều bác nhìn cái đũa này rất là quen. Vì cái đũa này em bán cho những cái đội nhà hàng, rồi là quán phở, quán ăn cực kỳ nhiều. Đấy, là các bác biết là người ta dùng nó rất ok nên người ta mới mua. Để người ta về, người ta cho quán ăn rất là nhiều luôn. Đũa thì cực kỳ đẹp nhá. Đấy, phần đầu đũa thì có phần chống trơn trượt này. Đấy, các bác sử dụng rất ok luôn. Đấy. À, một vỉ này thì là 10 đôi nhá, một vỉ 10 đôi mạ vàng. Đấy, dòng đũa của Hàn Quốc. Đấy, em báo giá luôn. Lên mã thì em sẽ là cái vỉ đũa 10 đôi Hàn Quốc nhá. Đấy, vỉ đũa Hàn Quốc này. Đấy, vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi. Giá thì bữa trước đang bán cho bác là 50.000, hôm nay em xả luôn bác, giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Xả luôn bác, giá chỉ còn có là đi 20.000 cho một cái vỉ đũa Hàn Quốc này. Đấy, bao giá thị trường luôn nhá, bao giá thị trường luôn. 20k một vỉ đũa Hàn Quốc 10 đô nhá, chỉ có 20.000 thôi. Đấy, các bác đi cả cái YouTube là không bao giờ nó bán rẻ như em luôn. Giá rất hạt rẻ nhá, để các bác dễ mua. Đấy, sắm Tết nhất về. Chất liệu đũa này thì là bằng sợi thủy tinh nhá. Đấy, chất liệu đũa là bằng sợi thủy tinh, không lo nó bị nấm mốc, không lo bị cong vênh nhá. Bác dùng rất là sạch sẽ, an toàn, ok luôn. Đũa thì cầm rất là dễ cầm. Đấy, đũa rất dễ cầm. Đến đầu đũa chống trượt này. Nhiều bác hỏi em là đũa này có trơn không thì cam kết các bác là các bác cứ ngắm miếng thịt đùi là các bác gắp trúng miếng thịt đùi luôn. Đấy, không trượt phát nào nhá, không trượt phát nào. Đó. Một vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi, giá đang xả kho cho bác chỉ còn có 20k một vỉ nhá. 20k một vỉ nhá, 20k một vỉ em xả kho sập sàn. Đấy, xả kho chia cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo thì cũng là một cái sản phẩm nhà bếp, đó là cái cây kéo bếp vàng, cũng lên mã xả kho luôn với bác nhau nhá. Đấy, về các bác sử dụng nhà bếp này. Đấy, dòng kéo bếp vàng của Nhật nhá, hàng nội địa Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Con này về các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả sử dụng nhà bếp cho em rất ok. Đấy. Chất thép của nó sẽ là chất thép XK5. Đấy, dòng thép không gỉ nhá, không gỉ và cực kỳ sắc bén luôn. Đấy. Kéo thương hiệu Asaka Japan, rất xịn sò ngon lành nha. Kéo thì bao sắc bác luôn, cắt cực kỳ ngọt ngào. Đây, em lấy cái giấy bóng em cắt cho bác coi này. Đấy, có thấy không? Giấy bóng nhưng mà nó cắt rất là ngọt nhá. Đấy, phải kéo nó phải rất là sắc thì nó mới cắt được ngọt này. Chứ còn bình thường những cái giấy bóng này rất là khó cắt nhá. Kéo mà không sắc là nó nhai kéo ngay như con này. À, nó nhai cái giấy bóng này ngay. Nhưng mà cắt rất là ngọt luôn này. Thấy không? Cắt quá ok. Đấy, một chiếc kéo bếp vàng cực kỳ chắc chắn nhá. Đấy, ok. Con này thì các bác sử dụng nhà bếp cho em thì đúng là đúng bài chấm hết luôn. Nhà em đã đang dùng con này khoảng tầm 2 năm nay rồi, em thấy rất là chất lượng luôn. 2 năm nay nhưng mà cũng không hề hấn gì nhá, cực kỳ chắc chắn, không có vấn đề dấu hiệu về bảo là bị xuống cấp hay là bị hỏng hay là nó bị long chuôi long cán gì nhá. Đây này, chuôi cán cái thứ nó đinh vít cái thứ, đinh tán nó làm cố định rất chắc chắn. Nói chung hàng Nhật nó làm rất là chuẩn luôn các nhá. Đó, dòng kéo bếp vàng hàng nội địa Nhật. Đấy, em hôm nay em xả kho, cũng xả kho mã luôn. Bữa trước cũng đang bán bác là 50k. Hôm nay em về đây bác một mức giá rất dễ mua luôn, chỉ còn có 30.000 một cây thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kéo bếp vàng nha. Kéo bếp vàng đang xả kho bán nhanh bác luôn. Giá chỉ còn có 30.000 một cây kéo bếp vàng nha. 30.000 một cây thôi nhá. Đấy, xả kho bán nhanh luôn. Giá rất dễ mua. Vừa test kéo cho bác xem rồi. Các bác cũng cứ nhận hàng các bác kiểm tra. Đấy, test kéo cho em thoải mái luôn, cắt kiếc cho em thoải mái, rất ok luôn. Cầm một con kéo 30.000 nhưng mà rất là chắc chắn nhá. Đấy, nói chung là nó quá tốt so với giá tiền luôn. 30k một chiếc kéo bếp vàng nha. Đấy, chốt nhanh nhá. Giá rất tốt mà sản phẩm dùng rất ok. Tiếp theo thì ở đây em còn một ít cái cây dao vàng này. Cái cây này thì về chuyên cho bác dùng gọt hoa quả thứ nhá, dùng rất ok. Đấy, con này thì em cũng còn một số lượng ít thôi. Đấy, em cũng lên mã xả kho cái dịp cuối năm này cho nó hết đi. Đấy, thì đây. Một cái cây dao dao các bác cứ lên mã em sẽ được cái dao vàng nhá. Đấy, dao vàng, cây dao vàng. Đó, con này thì cũng hàng nội địa Nhật này, cực kỳ xịn sò. Lưỡi thì siêu sắc luôn. Đấy, con này thì bên Nhật người ta hay dùng để người ta
cắt hoa quả rồi. Đấy rồi là người ta cắt cắt hoa quả, cắt 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 ở như kiểu là người ta làm ở vườn nhá, người ta là làm vườn, người ta kiểu là cắt cành cắt quả thứ gì đó rất ok luôn. Đấy, con này thì em nhà em cũng đang dùng một con, nhưng mà em không biết là nó bằng thép gì, nhưng mà em dùng là không bị rỉ ạ. Đấy, hay của cái sản phẩm nó không bị rỉ, rất là hay luôn. Mà cái chất thép của nó cực kỳ sắc nhá. Đấy các bác dùng, các bác nếu mà hơi nhụt chút các bác liếc qua xem lượt cái là lại lôi vào lại lại dùng cực kỳ ngon luôn. Cái chất thép của nó sắc cực kỳ sắc mà nó sắc rất là lâu. Bác nhìn cái thép của nó này. Đấy, thép của nó này nhìn nó rất là ok luôn. Thép nó nhìn rất là đầm thép này. Đấy. Chắc thép mà rất là sắc luôn. Đấy, rất ok luôn nhá. Hàng con này thì mua về các bác chuyên dùng thì các bác gọt hoa quả cho em thì chấm hết luôn. Phần lưỡi của nó dài khoảng tầm 20 à, tổng chiều dài con này rơi khoảng tầm là 20 cm thôi. Đấy, rất là nhỏ gọn dễ cầm. Đấy, 20 cm. Lên mã em sẽ được cái con dao vàng nhá. Đấy dao vàng. Về các bác sử dụng mình sử dụng nhiều việc nhá, nhỏ gọn tiện lợi và rất là sắc bén nhá. Dao vàng cứ lên mã em sẽ là cái con dao vàng. Đó thì em còn một ít nữa thì em cũng lên mã xả kho thanh lý dịp cuối năm này. Lên mã em sẽ cái cây dao vàng nhá, cây dao vàng. Đấy, bữa trước đang bán là đi 60 ngàn thôi, em còn một ít nữa xả kho thanh lý luôn. Chỉ có 20 ngàn một cây thôi. 20k một cái cây dao vàng nha. Đấy 20k một cây dao vàng rất sắc bén nhá. Đấy, hàng bao dùng bao xài. Và cái hai cái sản phẩm này là cái lưỡi của nó không bị rỉ ạ. Lưỡi của nó không bị rỉ. Đấy, 20k nhá. Lên mã em sẽ được cây dao vàng 20k một cây. Mã hàng đó là cái bộ bấm móng đứt, bộ này là bộ M3 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bấm móng đứt M3. Đấy. Hàng nguyên hộp này, cực kỳ xịn sò ngon lành nhá. Hàng này của thương hiệu Willing quá nhá. Willing cực kỳ ngon lành luôn. Đấy, giá thì rất là tốt luôn. Đấy, hôm nay em sẽ lên mã xả kho cái mã này luôn. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bấm móng đứt M3. Đấy M3. Bộ này thì bước trước đang bán là 150.000, hôm nay em về cho bác mức giá rất dễ mua luôn. Đấy, giá chỉ còn có là đi 100.000 một bộ nhá. 100k một cái bộ bấm móng đứt M3 này. 100k một bộ thôi. Đấy, hàng của Willing cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, thương hiệu Willing. Đó thì một cái bộ sản phẩm thì nguyên hộp nha. Đấy, bên trong sẽ là một cái hộp nhôm nữa nhá. Sẽ là một cái hộp nhôm. Đấy, có chữ Willing nha, rất xịn sò, hàng của Đức nhá. Đấy thì bên trong nữa thì nó sẽ gồm có cho bác là ba cái bấm móng nhá, ba cái bấm móng này. Đấy, ba cái bấm móng. Đó, rất đẹp luôn, chất lượng. Đấy, ba bấm móng này. Nó sẽ có là một cái là to nhất này, một cái to nhất. Đấy, một cái to nhất này. Một cái là vừa vừa, đấy một cái nhỏ nhỏ vừa vừa, và một cái bấm móng là cái bấm móng khéo nhá. Đấy các bác hay bấm những cái khóe móng chân móng tay thì các bác dùng cái con chéo chéo nha, cái lưỡi của nó là lưỡi chéo này. Hàng này thì bao sắc bao xài bác luôn. Lưỡi cực kỳ sắc bén nhá. Đấy, thiết kế cực đẹp. Đấy, logo Willing trên thân của sản phẩm này. Đấy, cắt rất ok luôn. Có cả cái phần rũa mài luôn này. Đấy, về góc bóc cái này phần này ra là nó sẽ lộ ra cái rũa mài để các bác mài nhá. Mình cắt xong mình mài cho nó đỡ bị nó đỡ bị sắc cái phần móng ấy, nó cắt hay bị sắc, mà các bác mài cho nó cùn nó đẹp đi. Rất ok luôn. Đấy, thiết kế cực kỳ là chắc chắn các bác nhá. Đấy, cầm một chiếc móng chắc chắn cực kỳ luôn, cầm nó nặng trịch luôn. Đấy. Thì một bộ này sẽ gồm có là ba móng, hàng của Willing của Đức nhá. Đấy, nguyên hộp luôn. Các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em nha. Đấy, em báo giá luôn. Lên mã cho em sẽ là cái bộ bấm móng đứt M3. Đấy, sẽ gồm có là ba móng nhá. Bộ bấm móng đứt M3 này. Đấy, M3. Bộ này hiện tại em đang giảm giá, xả kho chỉ còn có 100.000 một bộ thôi. Đấy, 100k. Đấy, các bác nhanh tay chốt nhanh luôn, số lượng có hạn nhá. 100.000 một bộ bấm móng đứt M3 nha. Rất xịn sò, mua về bấm móng tay cả gia đình nhà mình xài luôn. Rồi mã hàng xả kho tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái kệ máy giặt tủ lạnh này. Đấy, cái kệ này để về các bác kê cho máy giặt, kê cho tủ lạnh. Đấy, máy giặt của bác các bác hay để dưới đất này hay bị ẩm ướt cái thứ này. Đấy, giờ tủ lạnh biết rồi thì các bác mua cho ngay cho em cái kệ máy giặt tủ lạnh về mình kê nó lên nhá. Đấy, con này thì nó có thể điều chỉnh được kích thước to nhỏ tùy theo nhu cầu và cái kích thước của cái máy giặt của hoặc là cái tủ lạnh của nhà các bác nhá, nên là các bác yên tâm. Đấy thì khi mà thu vào thì nhỏ nhất của nó sẽ được là 48 cm nhá, và khi mà cho to nhất ra thì nó sẽ được là cho hết cỡ tối đa ra thì sẽ được là 60 cm nhá các bác nhá, 60 cm. Đấy, nói chung là nó cho ra thu vào hầu như là những cái kích cỡ phổ thông nhất hiện nay cho những cái loại máy giặt này. Đấy, cửa đứng cửa ngang các thứ đều được luôn, và cũng như là tủ lạnh luôn nhá. Đấy, con này thì hàng của Việt Nam nhé, hàng của cơ khí điện tử AT này. Đấy, kệ chân kệ máy giặt tủ lạnh đa năng. Đấy, sản phẩm thanh inox đế nhựa nhá, chống rung lắc này. Đấy, lắp cho máy giặt từ 5, 6, 7, 8, 9, 10 cho đến 12 cân. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao rất là xịn luôn. Đấy, hàng của nó nguyên hộp như này thì bên em sẽ khi mà gửi thì sẽ đóng gói và tháo rời cho bác đi, thì về các bác lắp đặt vào đúng như trên hình các bác đang coi đây. Đấy, lắp đặt vào đúng trên hình các bác đang coi. Và đây sản phẩm em đã lắp đặt sẵn một bộ để làm mẫu cho bác coi này. Đấy, thì nó sẽ gồm có là 4 cái thanh inox nha. Đấy, 4 thanh inox và 4 cái chân đế. Đấy, 4 chân đế và những cái chân đế đều có đệm cao su các thứ này. Đấy, và ở cái phần những cái phần thanh các bác cho ra cho vào thì nó đều có khóa hãm ấy các bác nhá, khóa hãm để các bác
tinh chỉnh đấy, tùy chỉnh cái phần kích thước của cái kệ máy giặt của anh nhá. Và toàn bộ cái thanh này của nó sẽ là thanh inox 100% nhá. Đấy, thanh inox 100% luôn. Nên là các bác dùng rất là bền. Đấy, các bác kê những cái con máy giặt tủ lạnh nhà mình lên, nó không bị ẩm ướt, không bị nước nôi. Đấy, nó tăng tuổi thọ cũng như là nó không bị gì xét chân này. Đấy, rồi là nó bị ẩm ướt dẫn đến là hỏng mạch, hỏng miếc các thứ, hỏng máy giặt các thứ. Nói chung là đầu tư cho em một cái bộ này nó không bị lãng phí đâu ạ, nó rất là tốt luôn. Đấy, nói chung là mỗi nhà nên có 1-2 chiếc này mình để kê lên cho máy giặt tủ lạnh, rất là hợp lý luôn. Đấy, vừa bảo vệ máy giặt tủ lạnh không bị ẩm ướt, không bị hỏng này, rồi là không bị mối mọt chân cái thứ gì nhá, rất hay luôn. Đấy, kệ máy giặt tủ lạnh nhá, hôm nay em xả kho cái mã này luôn đó. Thì bữa trước bên em đang bán là 150.000, hôm nay em về với bác một cái mức giá rất dễ mua luôn, 150k em giảm luôn đi bác, giá chỉ còn có 80.000 thôi. Đấy, 80k cho một chiếc kệ máy giặt tủ lạnh này, chỉ có 80.000, rất là hay. Đấy, thì khi mà các bác cho tối các bác cho kích thước tối đa rộng hết cỡ ra thì của nó sẽ được là 60 cm. Đấy, 60 phân luôn nhá. Và cho các bác thu cho nhỏ lại thì sẽ được là 48 cm nhá. Đấy, 48 cm. Đấy, thì trên hình các bác đang coi đây. Đấy. Đây là cái phần mặt sau của nó này. Đấy, phần mặt sau của nó đây nhá. Thì nó sẽ gồm có những con ốc hãm nhá. Đấy, thì con này tinh chỉnh nhá, thì các bác rút ra, các bác kéo vào. Đấy, thì các bác cố định nó ở đoạn nào thì mình siết chặt cái con ốc vào để cho nó chết ở cái điểm đấy nhá. Đấy, thì nó sẽ cố định, nó giữ nguyên ở cái điểm đấy. Đấy, chân chiếc rất chắc chắn, ok luôn. Đó. Nói chung là một chiếc kệ rất ok. Bình thường là các bác ra quán xá không bao giờ có cái giá 80.000 đâu, em nói thật luôn. Bữa trước là nhà em cũng bị một phát là cái đội thợ nó vào nó lắp, nó phệt cho cái giá này là 250.000 cho một cái thôi nhá, 250.000 một cái luôn. Đấy, ngậm ngùi. Đấy, nhưng bây giờ bán thì biết là cái này nó rẻ thật sự luôn. Nó chỉ có 80.000 thôi, giá nó quá bình dân. Đấy, rất là hợp lý luôn các bác nhá. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn là thanh lý luôn các bác một số cái mã hàng về đồ nhà bếp này. Đấy, đồ nhà bếp nhá. Thì các bác lên mã giúp em sẽ là cái cây chảo này, cái cây chảo. Cái này là cái cây chảo đường kính 18 cm nhá. Đấy, thì em còn có vài cái nữa thì em cũng lên mã xả kho luôn đấy bác, cái mã chảo, cái chảo 18 cm này. Đấy, thì khi mà đi kèm thì sẽ có cái phần chuôi đế thứ này để về các bác gửi lên tay các bác để về các bác lắp. Đây, các bác đợi chút em lắp cho bác coi. Thì đây coi nhá, đấy khi mà lắp đặt rất là ok luôn. Đấy, nó sẽ tay cầm này, đấy, phần chảo này. Chảo này thì có chống dính luôn nhá, có chống dính cả mặt trong mặt ngoài, cực kỳ xịn luôn. Đấy, thì nó sẽ đun được bếp từ nhá. Nhiều bác hỏi là có đun bếp từ không, thì đun bếp từ thoải mái. Con này thì nó dạng nhỏ nhỏ mini. Đấy, về các bác dán, ví dụ dán trứng trước là ok, ốp la một vài quả trứng ở đây này. Đấy, rồi mình có xào nấu rim trước những cái món nhỏ nhỏ lặt vặt đây, rất ok luôn. Con này đường kính của nó là 18 cm nhá, đường kính là 18 cm. Đấy, thì hôm nay em còn vài con nữa em cũng lên mã xả kho luôn cái mã này luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái cây chảo các bác nhá. Cái cây chảo 18 cm này. Đấy, chảo 18 cm nhá. Bữa trước đang bán với bác là 50.000, hôm nay em còn ít nữa em bán nhanh bác luôn. Giá chỉ còn có 30k thôi. 30.000 cho một cái cây chảo đường kính là 18 cm. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là chảo 18 cm, đang xả kho còn có 30.000 một chiếc thôi. Đấy, bình thường giá này nó giá quá hạt rẻ luôn. Giá này là bên em ôm lô thanh lý hàng siêu thị nó mới có cái mức giá này, chứ bình thường các bác mua con này best seller thì cũng phải khoảng tầm 70 cho đến 100.000, chứ không bao giờ có cái giá 30.000 luôn. Đấy, 30.000 là coi như là bán lãi tình cảm bác thôi. Đấy, có phần tay cầm rất xịn sò, ok luôn, chống dính mặt trong mặt ngoài luôn nhá, và có thể dùng được bếp từ. Đấy, dùng được bếp từ cái thứ cho em thoải mái, bếp từ bếp ga thứ là các bác xài thoải mái cho em luôn. Đấy, 30k nhá, 30k cho một chiếc chảo là đường kính là 18 cm. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là chảo 18 cm nhá, giá đang xả kho còn có 30k thôi. Đấy, chốt nhanh, số lượng có hạn nhau nhá, chỉ còn có một ít nữa thôi. Đấy, không còn nhiều đâu, 30.000 một chiếc thôi nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ khay mứt hoàng gia. Đấy, khay mứt hoàng gia nhá, bộ này em báo giá luôn, thì tại vì em đang có giá là 160.000 bộ này thôi, giá rất là tốt nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái bộ khay mứt hoàng gia này, giá rất tốt và dễ mua luôn, và sản phẩm rất là đẹp về các bác dùng để trưng Tết nhá, mình về mình đựng những cái đồ ấy. Lên mã em sẽ là khay mứt hoàng gia này. Đấy, khay mứt hoàng gia, giá của nó sẽ là 160k một bộ đó nhá, 160.000 bộ. Bình thường là các bác mua là như năm ngoái em đang bán là khoảng tầm 300, hơn 300 bộ. Đấy, đợt này đang giá rất là tốt luôn, chỉ có 160.000 bộ thôi, rất đẹp luôn. Đấy, thì đây, một bộ sản phẩm sẽ gồm có là một cái bông to trên này và những cái hũ nhỏ bên dưới nhá. Thì nó sẽ gồm có tổng là 5 hũ nhá, 5 cái hình như kiểu hình bông sen này, và nó có thể là quay tròn này. Đấy, có thể là quay tròn, rất là đẹp luôn. Đấy, có thể quay tròn, rất ok. Đấy, phần đế giữa các thứ này rất chắc chắn luôn.
thiết kế cực kỳ là sang trọng lịch sự nhá, đúng chất là hoàng gia luôn nhá, đúng chất hoàng gia luôn. Con này thì chất liệu toàn bộ nó là bằng nhựa mica nên là các bác dùng yên tâm, đấy, không lo nó bị vỡ các thứ gì đâu. Đấy, nói chung là dùng nó đầm đẽo ạ. Đây em sẽ đo cho các bác về phần kích thước này, chiều cao của nó rơi vào khoảng tầm nó 30 này, chiều cao là 30. Phần chiều ngang của nó nhá, chiều ngang của nó vào là 40 nhá, chiều ngang 40. Cái hũ to nhất của nó thì đường kính của nó vào là 20 này. Cái hũ nhỏ nhỏ thì là vào là 15 này. Đấy 15. Nói chung là kích thước thì khá là vừa vặn. Nhìn nó phù hợp với nhiều cái kiểu mẫu nhà rồi là bàn ghế khác nhau nhá. Nó không bị kén đâu ạ, vì cái kích thước nó rất là vừa vừa. Đấy thì về các bác dùng để Tết nhất mình trang trí, bỏ hướng dương này, rồi là bỏ hạt dưa thứ, bánh kẹo lên trên này, mình mứt miếc thứ mình bày lên để Tết nhất nhìn cho nó đẹp nhá. Đấy sang trọng lịch sự rất ok luôn. Đấy rồi bày hoa quả đây cũng ok luôn nhá, chắc chắn chất lượng lắm. 160.000 thôi. Lên mã em sẽ cái bộ khay mứt hoàng gia nhá, khay mứt hoàng gia đang gửi bác là 160.000 một bộ khay mứt hoàng gia này, rất là đẹp luôn. Đấy vừa đo kích thước bác rồi. Chiều cao 30, chiều rộng 40 có nhá. Đường kính con này là 20 này, con này là 15 này. Đấy rất ok luôn. Chắc chắn đẹp có nhá, ok luôn. 160.000 nhá, giá hiện tại đang rất là tốt luôn đấy. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bịch khăn ướt lau bếp này. Lên mã em cho cái bịch khăn ướt lau bếp nhá. Cái bịch này rất là hay. Một bịch này là 80 tờ nhá, rất là to luôn. Cầm to bịch nó phải to bằng hai cái cổ tay em này, rất to luôn. 80 tờ mà một tờ rất là to luôn. Đấy lên mã em sẽ cái bịch giấy khăn ướt lau bếp nhá. Đấy khăn ướt lau bếp, cái này để chuyên cho các bác lau bếp, đấy lau bềm bàn bếp ga bếp từ ra. Đấy lau dụng cụ nhà bếp rất sạch luôn. Ở trong này nó đã tẩm sẵn chất tẩy rửa rồi, là có con này nó có vị hương chanh hương cam này rất là thơm. Đấy thì một cái tờ này là một cái túi được 80 tờ. Đấy thì các bác cứ rút ra mỗi lần một tờ các bác xài. Đấy dùng xong là mình bỏ luôn, rất tiện dụng luôn. Nó có tẩm sẵn chất tẩy rửa và có mùi thơm rồi. Đây thì đây cái túi nhà em đang xài đây. Đấy thì về các bác cứ dùng thôi. Đấy mình cứ dùng đâu mình bóc vào đấy, một tờ rất là to, rất là dày nhá. Về các bác sử dụng này, cả một tờ luôn. Đấy các bác rửa ra sau đó là các bác cứ thế là các bác lau thôi. Đấy lau rất là sạch, đặc biệt là những cái chỗ nào mà nó cặn bẩn cái thứ này rồi là nó dầu mỡ ấy. Con này lau cực kỳ sạch luôn nhá. Đây này, nó có sẵn những cái chất bông để rửa này. Đấy đây có cả bọt biết cái thứ này, đầy đủ trong này luôn rồi. Là các bác không cần phải xài thêm cái gì cả, chỉ việc là dùng cái này giấy này các bác lau nó rất là tiện. Đấy lau chuyên các bác lau nhà bếp nhá. Đấy khăn ướt lau bếp, cứ lên mã em xem cái bịch khăn ướt lau bếp 80 tờ nhá. Bịch khăn ướt lau bếp 80 tờ. Đấy hôm nay em về cái lô này rất là hay. Giá của nó sẽ là 30.000 bịch thôi nhá, chỉ có 30.000 thôi. Rất hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất là hay, chuyên để các bác lau bếp nhá. 30k. Lên mã bịch khăn ướt lau bếp một bịch 80 tờ, giá sẽ là 30.000, hương chanh rất là thơm, lau cực kỳ sạch luôn. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, dùng rất ok đấy các bác cùng coi này. Chị em phụ nữ này là nơi nói lên hạnh phúc gia đình, mà để bám bẩn dầu mỡ thế này thì vứt các bác ạ. Sắm ngay cho em một bịch khăn ướt đa năng này để căn bếp lúc nào cũng sạch bóng loáng. Mỗi lần lau dọn chỉ mất có vài giây thôi mà đã có một chiếc bếp từ sạch như mới. Bếp từ hay là bếp ga thì khăn giấy nhà em đều xử lý được hết. Một bịch khăn giấy siêu to gồm có 80 miếng nên sử dụng rất lâu hết. Trong khăn đã có pha sẵn chất tẩy rửa rồi, cho nên khi sử dụng các bác không cần phải xịt thêm, chỉ việc rút ra lau rồi vứt đi vô cùng tiện lợi. Shop đã có chương trình khuyến mãi, các bác múc ngay 3 gói dùng thử cho em nhé. Bếp chị em phụ nữ nào cũng nên có một gói này trong bếp. Đây là bịch khăn ướt lau bếp đa năng, một bịch to như này sẽ gồm có 80 miếng khăn lau, chất liệu vừa dai vừa chắc chắn nên khi lau sẽ không lo bị rách. Trong miếng khăn ướt này đã pha sẵn chất tẩy rửa rồi nên khi nấu nướng xong có thể rút khăn ra và sử dụng luôn, không cần phải vất vả một tay cầm bình xịt một tay cầm khăn lau như trước đây nữa. Với một chiếc khăn ướt nhỏ chúng ta có thể dễ dàng lau sạch vết dầu mỡ trên bếp ga, bụi bẩn hay là cặn canxi bám trên bề mặt của lò vi sóng, máy hút mùi, tủ lạnh. Một loại khăn vừa tiện vừa sạch có thể xử lý hầu hết các vết bẩn trong bếp. Chỉ trong đợt giảm giá này tôi đã mua luôn cả một thùng. Chị em nội trợ nào cũng nên có một gói này trong bếp. Đây là bịch khăn ướt lau bếp đa năng, một bịch to như này sẽ có 80 miếng, chất liệu vừa dai vừa chắc chắn nên khi lau sẽ không lo bị rách. Trong miếng khăn ướt này đã pha sẵn chất tẩy rửa rồi nên khi nấu nướng xong có thể rút khăn ra và sử dụng luôn. Với một chiếc khăn này sẽ dễ dàng lau sạch vết dầu mỡ trên bếp ga, bếp từ, bụi bẩn bám trên bề mặt của lò vi sóng, tủ lạnh, máy hút mùi hay đồ gia dụng khác. Với chất xuất hương chanh thơm mát, an toàn cho da tay, khử mùi dầu mỡ nhanh chóng, hiệu quả, dùng một lần nhà bếp đầy mùi hương. Đấy, thế về sản phẩm nha, dùng rất ok luôn. Lên mã sẽ cái bịch khăn ướt lau bếp nhá, một bịch là 80 tờ với giá đang gửi bác là 30k. Đấy các bác sử dụng cái này dùng rất ok. Đấy, mình mua một bịch này 30.000 về mình lau. Đấy lau xong mình bỏ luôn, đỡ về lòng hoàng. Đấy ok luôn các bác nhá. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật nhá. Đấy Polikia này, Made in Japan. Đó tầm chiếu xa từ 800 rồi 1.200m các bác nhá. Đấy con này thì tổng quan một cái thiết kế nó rất hay. Đấy các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra có thể được cầm như này các bác soi, đó dùng rất tiện. Con này thì đa chức năng, các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy đèn pin đa chức năng luôn nhá, cực kỳ xịn sò chắc chắn nhá. Đấy vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này, phần đây là dạng cao su non này. Đấy nên là các bác có bị rơi
thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, con rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bác nhìn cái dàn led của nó này. Quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng, rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nữa sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách nha. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Nó kết hòa cùng, kết hợp là những cái màu đen xám. Nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này. Đấy, công tắc nhá. Đấy, và còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm, đi bên kèm sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm vào đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng. Đó, cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Đó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic. Đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời các bác dùng cái con này. Đấy, picnic như là hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn. Rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy, một dạng đèn pin đa năng. Đấy, cầm tay rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay. Rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích trước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18 cm nhá, 18 cm. Phần bản rộng này, bản rộng của nó đây em sẽ đo đây. Bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9 cm rưỡi, gần 10 cm nhá. Đấy, khoảng tầm 10 cm, bản rộng của nó 10 cm. Chiều cao này, chiều cao thì nó là khoảng là đi 13 cm nhá, chiều cao khoảng tầm 13 cm. Đấy, chiều cao là 13 cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn. Đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện. Hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. Đây, đằng trước này thì các bác, bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này. Đó, một đèn này, hai chế độ sáng này. Đó, ba chế độ sáng. Đấy, nó còn chế độ sáng rộng này. Thì các bác dùng cái con này, các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này. Đấy, dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em. Nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá. Đây này các bác nhìn này. Sáng dã man luôn. Đó, em sẽ lấy để và quay cho bác xem luôn. Đó, rồi. Đấy là những cái chế độ sáng của bên này nhá. Đấy, bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này. Bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này. Đấy, đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó, đèn sáng rộng này có nhìn này. Đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá này lên trần này. Đấy, các bác để này, các bác để ăn trần. Hoặc là các bác để soi xuống này. Đấy, rất sáng nhá. Cực kỳ sáng. Đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này. Đó, rồi là có phần đèn đỏ nhá. Đấy, như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá. Đấy, hoặc là đèn cảnh báo đấy, đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo LED nhá. Đấy, nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương cứu hỏa đấy, thì hay có nháy kiểu đèn này, gọi là đèn nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá. Đấy, nháy cảnh báo rồi. Đó, thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó, còn đèn pha xa thì ở bên này. Đấy, đèn pha xa này nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng đây. Đó, tổng quan đây. Đấy, có vạch báo pin đầy đủ nhá, để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy, chủ động các bác sạc vào dùng rất là tiện. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, cầm nắm rất là vừa tay. Đó, và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy, các bác rơi thoải mái vấn đề gì luôn. Đấy, rơi thoải mái vấn đề gì luôn, cực kỳ chắc chắn và ngon này. Đó, thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này có nhá. Để mà nói thì cái con này, trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bác nhìn này, sáng rộng và nó sáng xa có nhá. Đấy, sáng rộng và sáng xa có nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái bằng cái một cái đèn này thôi. Có nhìn này, cái vòng của nó ra rất rộng luôn nhá, sáng rất rộng luôn này, sáng như ban ngày luôn nhá. Các bác nhìn này, nét cứng luôn. Đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá.
Đây con nhìn này, cột điện này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá. Đây này, con nhìn này. Bờ ruộng, bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây. Đấy, sáng nhìn rõ một luôn nhá. Đây quay xem này. Đây, con nhìn cái bụi chuối này. Sáng kinh khủng không bác? Sáng kinh khủng không? Sáng dã man luôn. Đó, rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây. Các nhìn bụi cây này. Con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim, soi cò, soi trên cây này. Sáng dã man luôn nhá. Đây này. Đấy, sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá. Pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy, nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy, ở đây ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật, nhưng mà các bác cứ mua hàng, các bác kiểm tra. Đấy, các bác soi thử đi em. Em sẽ đổi hành bảo trả cho bác luôn. Nếu bác nào không ưng với cái dòng đèn pin này, em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn, riêng với cái dòng đèn pin này. Nó phải là quá sáng luôn nhá. Đấy, rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây, chế độ đèn sáng rộng này. Chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá. Đấy, cũng rất là sáng nhá. Đấy, thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm, ăn nước. Rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy, rồi đây là ở phần bên này. Đấy, sẽ bật bên này chưa. Đó, bật bên này. Đấy, bật bên này có nhá. Cũng rất là rộng nhá. Đấy, rất là rộng nhá. À, con này đây. Em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá. Khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn. Nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này, và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy, hai bên đều sáng luôn. Nên là các bác có thể là để như này. Các bác làm chiếu hai bên đấy, có thấy chưa? Đấy, nó sẽ sáng hai bên như này. Đấy, sáng hai bên này luôn này. Đấy, rất là đa di năng nhá. Cực kỳ xịn sò chất lượng các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Sáng kinh khủng luôn. Đó. Đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con đèn pin em đang đi này. Đấy, con nhìn này. Đây. Con nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Đấy. Đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá con nhá. Đây. Sáng như ban ngày luôn. Đây này. Đấy, đây, con nhìn này. Đây chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây em tắt đi bác xem này. Đây, tất cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy. Đấy, có nháy cảnh báo LED này, tắt đi này. Đấy, tối om luôn nhá. Em bật lên này. Sáng kinh khủng luôn. Các bạn nhìn này. Ui giời. Dã man luôn nhá, một cái con đèn này. Phải em phải công nhận nó sáng mà nó sáng rộng luôn nhá. Đây. Đây em sẽ bật cái cam rộng với bác xem nhá. Đấy, bật cái cam rộng này. Đấy. Bật cái cam rộng luôn nhá. Đó, đây. Đây, đấy. Sáng dã man, rộng dã man luôn nhá. Đó đây, bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây, chỉ có một cái con đèn này thôi nhá, mà nó sáng kinh khủng luôn. Như ban ngày luôn nhá. Đấy. Rồi, đấy là về cái dòng đèn pin nha em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin 2 đầu này. Đấy, đèn pin 2 đầu, lên mã giúp cho em là đèn 2 đầu nhá. Đèn 2 đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship bác luôn. Đèn 2 đầu đấy 350k, giá cũ đấy, giá cũ giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy, đèn 2 đầu đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá. Đấy, độ sáng cực cao luôn.